Mưa ầm luôn. Ở cửa này là sao? Tắm cái gì rồi? Cả nhà nha. Trời, trưa nay xả siêu rẻ luôn. Siêu rẻ nha. Chị nào vô rồi tương tác lên luôn dùng nguyên nè. Không biết là bao nhiêu bao vậy. Cái này hôm bữa có khách đặt nè Huyền. Cái này hôm bữa có khách đặt nè hết mà. Ở quê ảnh hưởng bão à. Mưa to. Nó to lắm luôn. Còn ly cà phê ông địa nữa kìa. Ừ, mẹ bán hàng. Hello nha, chị nào vô rồi tương tác lên luôn dùng nguyên này. Chia sẻ đi chị em mình ơi, bên này nó cứ hiện mười mấy người kia. Đùi nam có nha, nghe ok chứ chị em mình ơi. Từ live xong đã mưa. Có thun phôn rộng. Nói chung là trưa nay nhiều món lắm. Em xả hết. Nói chung là giờ không còn cái chỗ nào để hết. Ngày hồi sáng tới giờ không rep tin. Bao nhiêu khách nhắn tin qua nhưng mà chưa rep được. À, đi dọn hàng ra để like. Rồi nha, vô nha chị em mình ơi. Tương tác nha. Bán tặng hết nha. Hay lễ tẻ bán tặng hết. Là banh luôn. Cái này đang sót đúng một con nè. Sale L nha. Lên luôn cái chị nào vào trước săn hàng sale trước nha. Cái này hàng su nam, hàng su xịn ấy. Hàng su nam, su xịn sale L, sale 62 đổ về. Ám đang mang có chị ơi. Rồi lên luôn những mã này mã tặng à. Comment lên luôn những mã tặng 10k. Hình như là cái này bị hấp nhiệt nha, bị xíu thôi. Lên mã 10k luôn dùng nguyên su nam xịn nha. Trẻ mình cố gắng mỗi chị vô xem like chia sẻ lên luôn dùng nguyên nhé. Chốt mã su nam luôn dùng nguyên nhé. Bán tặng luôn cho trẻ mình làm 10k. Su nam 10k. Chị nào lấy su nam 10k lên mã su nam 10k luôn dùng nguyên nè. Su nam 10k. Chia sẻ lên luôn dùng nguyên nhá. Bộ này size 55 đổ về nè. Size 55 đổ về lụa hà. Comment mã này là mã tặng 35k. Ba lỗ nam có nhé. Tặng 35. Toàn bộ hàng sale hàng xã đây là sẽ chốt cho những chị nào có logo người chia sẻ thôi nha. Không có logo người chia sẻ là bỏ qua ấy. Thông báo trước nha. Ui cái này đang còn con. Size này dành cho chị em mình 62 đổ về. Hết mưa rồi mà. Hết mưa rồi. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Ra dạ, dẻ mình đi 60 nhá. 60 xuân nay em hết rồi nhá. Lên luôn dùng mã bộ lụa chấm bi. Tặng 35 và size 55 đổ về. Comment mã này là mã tặng 19 luôn dùng nguyên. Sai chị em mình đến 60 vặt mau ok. Con này là chắc của nó là đủ xước. Tặng 19 nhá. Cái gì mà sao không chốt cho chị đấy? Cái gì mà sao không chốt cho chị đấy? Sáng nay là chưa chốt đơn đâu chị ơi. Ngày đây là chưa chốt đơn nhá. Su nam em hết rồi, lên luôn dùng mã đùi. Nãy giờ mà còn su nam trời nè. 35 là cái bộ ấy. Bộ 35 ấy. Nãy giờ đi qua một lượt rồi. Nãy giờ bao nhiêu dạo rồi, giờ mới lên tới. Rồi nhá. Có cái gì xả cái nấy nha chị em ơi. Cái này hàng về nhiều lắm. Nhưng mà để xả hết hàng hè xong rồi đã lên hàng đông. Lên hàng đông. Con này là cọc quần công sở nè.
đang mưa à? Tầng 19 có cân thì hai. Ôi size gì đây? Thôi bị đẹp nhé, cái này hàng xót này, hàng xót thôi. Bỏ chung với cái cọc váy. Size dẻ mà 55 đổ về. Có chị ơi, con này siêu đẹp luôn, 55 đổ về. Bán tặng nhá, lên luôn những mã này là mã tặng 50. Ai nhanh tay có, không bao giờ có được giá này, size 55 đổ về. Con này quá đẹp luôn nè, 19 hết nhá. Lên luôn những mã này là mã tặng 50, giờ không có được những con này giá này đâu, em đảm bảo một điều. Nha, lên luôn những mã công sở 50 size L. Không liên quan chi hết à? Chán mạng. Hai con này, lên luôn những mã này là mã 50. À, không lẽ tối như thế rồi trưa cũng như thế luôn. Buồn ý ghê không? Rồi lên luôn những mã tặng công sở 50 nhé. 50 chị Hương Giang Nguyễn cũng chia sẻ. Chị chốt cho những chị nào chia sẻ thôi, chị nào không chia sẻ bó tay luôn. Nha, chị chốt cho những chị nào chia sẻ. Chị em mà nhìn nghe thử ok không hay là phải phát lại. Thì Huyền mở thử ta thì. Huyền mở lên thử thì. À tiếng nơi hình hơi nơi thì like mệt lắm. Tiếng nơi hình nơi. Được mà. Công sở gì Trần Thị Hằng. Công sở 50 gì Trần Thị Hằng. Size L vậy ơi. Được đúng không? Cái do mạng họ. Bên này nghe được. Bên này nghe được. Âm thanh và hình ảnh khớp nhau. Hơi chậm xíu nghe được mà. Rồi ok. Còn cái này size 55 đổ về. Chỉ chốt cho những chị nào có logo người chia sẻ thôi. Bên này âm thanh và hình ảnh đã khớp nhau rồi. Cho chị Thiều Nhật Quyên kìa. Thiều Nhật Quyên nè. Rồi lên luôn dưỡng mã tặng quần le. Con này siêu đẹp luôn. Hàng 89. Lên luôn dưỡng mã 60. Size này dành cho chị em mình 52 quay đầu. 52 quay đầu nhá. Con len này siêu đẹp luôn chị em mình nè. 52 quay đầu là chị em mình chốt ok. Chỉ có logo người chia sẻ rồi chốt cái chị em mình thôi. Nha. Chốt lên luôn dùng nguyên cái mã này. Lên luôn dùng mã này là mã 60. Comment lên mã 60 dùng nguyên nhá. Chốt lên mã 60 bán tặng hết. Bán tặng hết. Con này là một con quần legging nè. Dạng quần qua gối xíu ấy. Thôi ráng xíu nữa chị em mình ơi. Lên tặng loa dùng nguyên. Chị chốt cho những chị nào có logo người chia sẻ thôi. Con này là mì đe đỏ. Dạng quần đăng mông nè chị em mình. Quần loa. Màu đen là quần loa. Quần đăng mông nhá. Size này là size nhỏ. Size dẻ mình tầm khoảng 50 đổ về thôi. Bán tặng lên luôn những mã năng mông. Tặng 30k nốt luôn. Váy chị ơi, váy váy váy. Nghe hàng thì lên mà quần thì là đó. Rồi lên luôn những mã tặng tiếp 30. Các chị em mình ao ra vô lại thử. Ao ra vô lại thử nhá. Bên này thì nghe khớp rồi. Bên này nghe ok rồi. Cái này váy. Con này tặng con này hết giá sale rồi. Nguyên nói thật sự con này mà mua 39.000 thì hết giá sale rồi. 39.000. Size dành cho dẻ mà 52 đổ về. Chốt mã tặng bông nhá. Tặng bông 39. Thứ có con thôi nên là dẻ mình tranh thủ chia sẻ bàn tay nhá. Comment mã tặng bông 39.000. Cách riêng là 30.000. Nha Nguyên qua nhanh. Chị nào chốt được cái gì chốt. Cho lên được nhiều mã vì quá nhiều bao luôn. Em biết không hết. Rồi lên luôn những mã tặng xung. Size dẻ mình là size 60 nè. 39 cho chị Huệ Kim. Hello chị Nguyễn Kim Hoa nha. Tặng quần sung nha chị em mình ơi. Sung hay lê đây hả? Sung hay lê đây hả? Lê à? Lê 60, xây 60 đổ về luôn. Hàng này toàn bộ sale 89.000. Bông em hết nha. Bông hết rồi. Lê luôn những mã tặng lê. Chị nào lấy mã này lê luôn cho mã tặng lê dùng nguyên nha. Hình như cọc này là cọc lê rồi. Cọc này là cọc lê rồi nha. Thôi con này còn một con 49.000. Công sở chỉ lên cho những chị nào có logo người chia sẻ thôi. Nên là chị em mình ra. Mỗi chị em mình vô chia sẻ lên luôn người nguyên hiệp logo người chia sẻ chốt nhá. Size 57 đổ về. Lên mã tặng 49. Con này quá đẹp. Tặng 49k luôn dùng nguyên nhá. Comment mã quần tặng 49. Chốt lên mã quần tặng 49. Thứ cái thôi. Đây không có nhiều. Tặng 49. Rồi lên luôn mã tặng bộ đỏ nè. Cái bộ bữa giờ. Bông em hết rồi chị ơi. Bông em hết rồi. Comment mã này là mã gấu 45. Size 55 đổ về. 55 đổ về. Gấu này là bộ lụa siêu nhẹ, 55 đổ về là dễ mình chứ ok nhé. Chốt lên luôn dưỡng mã này là mã gấu đỏ 55. 49 chị chốt, chị nào chị Thúy Anh không chia sẻ em không chốt được nha. Những cái mã em bán tặng là không chốt cho những chị nào không chia sẻ. Thế do mạng nhà chị chậm mấy chị ơi. Rồi lên luôn dưỡng mã này là mã gấu đỏ. Comment lên gấu đỏ. Nhiều khi là do mạng chậm mấy chị.
Đây người ta lên mãi rồi, người ta chốt rồi là chị mới lên. Trời ơi, hai biên à. Rồi lên luôn dùng mã công sở luôn, dùng nguyên không phải cái này à. Trời ơi, giống giống quần tâm bo vậy mình, nhưng mà là khóa kéo, đẹp chưa? Xe 55 đổ về. Lên luôn dùng nguyên cái này quá đẹp luôn chị em mình không? 55 đổ về, hàng này nó giãn nhá dẻ mình thôi. Giống như là quần tâm bo đấy, nhưng mà hàng này hàng khóa kéo, quá đẹp con nè. Lên luôn dùng mã này là mã 60, tặng 60 luôn. Con không có giá này đâu chị em mình ơi. Size L nhá, mà chốt đến 55, hàng giãn. Lên mã 60. Comment mã này là mã công sở 60. Công sở 60. Hàng này toàn hàng chạy 89.000. Công sở 60 chị em mình ráng chia sẻ nha. Công sở 60, chị nào lấy công sở 60 lên công sở 60 luôn dùng đi. Quần 60 này, con này size nhỏ này. Con này chị em mình tầm 45 đổ về, quần legging nhá. Lên mã 20 luôn dùng nguyên. Màu reo, màu cổ vịt chị. Màu reo ấy, reo reo nhạt nhạt ấy, size nhỏ thôi. Chốt mã 20, cái này ôm mì xịn luôn. Nhưng mà size nó nhỏ. Size size M nhớ form này tầm khoảng chưa dở tầm vài ngày nữa. À, tầm 45 đổ về thôi, chốt mã tặng 20. Ghi giá luôn nè. Chị em mình kèm cái giá nhé, chứ còn không có cái giá là nguyên bó tay luôn ấy. Vì hàng này hàng sale giá ở đâu đâu so với giá nguyên nhập ấy. Nên là chị em mình ráng kèm luôn dùng nguyên cả cái giá vô nha. Size S. Size S, gấu đỏ em hết rồi nha. Size S. Rồi lên luôn dùng mã công sở đỏ. Công sở đỏ luôn dùng nguyên 60 hết rồi. 60 em hết rồi. Rồi lên luôn dùng mã công sở màu màu đỏ đỏ rượu ấy, đỏ rượu ấy. Kiểu như thế này nè, size S. Nha, tặng 30. Tặng 30 luôn, chút mã công sở đỏ màu đỏ rượu như vậy em ơi. Tặng 30 nhá. Chị nào lấy mã này lên mã tặng 30 luôn dùng nguyên. Làm em mã tặng 30. Chút lên mã tặng 30, cái này như là lên cái này hai biên. Tặng 30 nè. Rồi hai biên này chị em mình. Hai biên là toàn hàng à, chạy 99.000 con ấy. Hai con này nguyên bán tặng luôn cho chị em mình luôn. Size 52 đổ về. Size L, form này form SG như chị em mình ơi. Lên luôn cho chị em mình mã này. 55 canot. Size L nhá. Hai con size L, size 52 đổ về. Chút mã 55. Công sở xịn hai biên nha chị em mình ơi. Nha, đúng hai con. Lên mã 55k size 52 quay đầu. Size L nhá, con này không mua được phí nè. Riêng con này mà nhận hàng về chị em mình để về phải so sánh những con chị em mình đi mua hàng shop là trăm mấy, gần 200.000. Size L 52 đổ về. Lên luôn dùng mã hai biên. Chút lên mã hai biên dùng nguyên nhá. Hai biên có hai. Hai biên có hai, lên luôn cho chị em mình là 55k. Đấy, bán tặng 55k. 55k hai biên. Đây, cái này là quần size 7, 52 đổ về. 52 đổ về. Chút mã tặng 60 nó. Con này giảm cực kỳ xuống 55k, hai biên là 55 nhé. Chị em mình nghe ok cho mở to lên xíu nữa thôi, nghe ok khớp khớp hình khớp tiếng nha. Khớp hình khớp tiếng kìa. Khớp đúng không là chạm à? Size 52 luôn. Nha, lên luôn dùng mã kim tuyến luôn dùng nguyên hàng 180 nè. Bán tặng luôn cho dễ mình là 60. 60 dùng nguyên nhá. Lên luôn dùng mã ring 60 trẻ mình tương tác lên nha. Ring 60, chị nào lấy ring 60 tặng ring 60 luôn dùng nguyên. Tặng ring 60. Tặng ring 60, con này tặng 30 luôn. CS. CS nhưng mà 52 đổ về. Chút mã tặng 30 mì hàng dùng nguyên nhá, tặng 30. Xả hết, cái gì còn cái rớt lại xả hết. Ai mà nhỏ con ấy. Chị Trương Tiến với chị Phương Nga. Chị nào mà nhỏ con là hay mua được hàng ngày. Giá siêu rẻ luôn. Nó thật sự siêu rẻ luôn. Lại size S, mì đây đỏ. Lại size S, chị em mình tầm 48 đổ về. Mì đây đỏ dùng nguyên nhá, xịn sò. Chút mã 50 đây đỏ. 50 đây đỏ size S. 30 chị Hà Lê. 30 Hà Lê. Chị chốt cho chị nào có logo người chia sẻ nhé. Ờ, đa 30 đây. Từ từ, quần công sở đẹp quá. Chị mà bữa mua quá trời rồi. Để dành không mấy khi mà hàng nguyên sale, sale lẻ này là toàn bộ đi ở đâu so với giá nguyên bán, giá nhập ấy. Nha, lên luôn dưỡng mã này. Đây đỏ như hồi nãy nói bao nhiêu tiền? Ai? Không chia sẻ, không chốt những cái mã nào nãy nguyên bán cái nào nói tiền ta. Lên mã mì đây đỏ luôn dùng nguyên nhá. Mì đây đỏ thường là nguyên chạy hàng 83. 83, lên luôn chạy mình tặng 50. Chốt lên cho những chị nào có logo người chia sẻ thôi, chị nào không có logo người chia sẻ. Ôi ơi, ôi, chốt lên mã xịn luôn dùng nguyên. Cái này trong tộc là nguyên bán tặng luôn. Size 55 đổ về, chốt lên mã xịn. Giờ đi tìm những con quần này để nhập không có hàng đi chị em mình ơi. Nó sót được cái. Lên luôn dưỡng mã này là mã 59. 30 em hết chị hàng sang luôn. Lên luôn dưỡng mã này là mã 59 dùng nguyên nhá. Giờ đi tìm hàng này nhập không ra thì chị em mình ơi. Size 55 đổ về. 55 đổ về, chốt mã dài 59.
comment lên dài 59 luôn dùng nguyên nhá. Chung lưu này là cái gì cũng siêu rẻ hết, nên là chị em mình tranh thủ. Trang váy size S, size chị em mình dưới 50, xịn 59, size dưới 50 nhá, size dưới 50 thôi. Chốt mã này là mã tặng 30 luôn dùng nguyên, tặng 30 size S trang váy, chốt tặng 30 nha, xả hết, vừa bán vừa tặng đó, đúng chuẩn vừa bán vừa tặng luôn. Con này nguyên lên luôn cho chị em mình là 30, chốt mã trang váy S, trang váy S 30. Chị nào lấy trang váy S 30 chốt lên trang váy S 30k luôn dùng nguyên. Dài 50 hả? Dài 50 là cái gì? Dài 50 là đai đỏ, mì đai đỏ, mì đai đỏ gì? Chị mai thủy. Con này bán tặng luôn, tại vì cái này về chị em mình về sửa cái khóa kéo luôn dùng nguyên nè. Cái này khóa sườn một bên cho chị em mình tầm 57, nhưng mà cái khóa kéo sườn nó bị tụt. Lên luôn những mã tặng 19k. Chị em mình về đi thay cái khóa kéo là có 15 nghìn. Mình đang nói bao nhiêu tiền? 19k luôn dùng nguyên, tại vì không có kéo một bên nhá, size XL. Lên luôn dùng mã tặng 19 luôn dùng nguyên, không có kéo cho chị em mình ơi, để luôn dùng nguyên nè. Chốt mã này là mã tặng 19, còn em mã tặng 19 luôn dùng nguyên nhá. Tặng 19 không có kéo, 19 cho chị Hồng Na Bùi. Rồi, size này dành cho những chị đây đỏ luôn, chốt mã 50 luôn dùng nguyên, cho chị em mình 50 đổ về. Hàng này hàng nguyên đặt may, hàng nguyên sale, sale 89 nghìn. Hàng chị em mình nếu như mà chị em đi ra shop người ta bán gì em tiền trăm, tiền trăm thôi, đai đỏ nha, size 50, size lời, nhưng mà chốt 50 thì chị em mình mang thoải mái nhé. 50 quay đầu, cái này dạng công sở này, lên luôn dưỡng mã này là mã 50 luôn dùng nguyên, không chốt những cái mã này thì phí quá chị em mà nói. Lên luôn dưỡng mã đai đỏ 50, mã D50 cho nó dễ, comment lên D50, chốt mã D50 nhé. Chị nào lấy D50 lên D50 luôn dùng nguyên, một con chân váy, cái này size nhỏ thôi, cái này chị em mình mua về cho bé chị Lê Thị Duyên thấy rồi. Cái này tầm 45 đổ về. 29 đâu có. 50 cho chị Kim Lê. Cái này lên cho mã trang váy size nhỏ, trang váy u mì nha chị em mình ơi. Size nhỏ, size này dành cho bé cho mình nè. Cho chị em là 45 đổ về là chốt đẹp. Nha, lên luôn dưỡng mã trang váy mì. Trang váy mì bán tặng luôn chị em mình con này. Tặng 40 luôn đi cho nó gọn. Tặng 40 nhá. Chốt mã 40. Lên mã 40 luôn dùng đi. Đây còn cặp con quần nam, quần dài nam. Xả hết nhá. Quần dài nam, quần đùi nam hồi nãy em còn đấy, tí này em lên 65.000 hai con. Tay L lên lưu dụng mã này size 62 đổ về, 55k nót luôn, 55k toàn bộ hai bên đều có khó kéo hết này. 50 là gì ta? 50 qua rồi. Chốt mã chân váy là 40 nhá. Quần nam luôn dùng nguyên hàng rất là đẹp nhá. Size dành cho các anh em là 62 đổ về. Được mấy con? 3 con size L, size 62 đổ về là trẻ mình chút đẹp, bo gấu dưới nhá. Lên mã 55 size L, quần nam nhá, 3 con, 55k. Chị nào lấy quần nam lên mã quần nam, 55k giúp nguyên nhá. À, gấu đùi à. Chút được cái bữa giờ luôn chị em mình ơi. Chút mã 45 gấu vàng. Tầng 45 gấu vàng. Sai trẻ mình 55 quay đầu luôn. Từ những cái mã hàng lẻ ra ít có cái nào hàng nam cho chị thấy anh, hàng nào thấy to lắm. Lên luôn dựng mã gấu vàng. 45k gấu vàng 45, ok chị Thúy Anh có rồi nhá. Gấu vàng 45 giúp nguyên, chị nào lấy gấu vàng chị Hà Lê, cho chị Hà Lê lên mã gấu vàng 45k luôn dùng nguyên. Gấu vàng chị Chi Quý không chia sẻ, em chỉ chốt cho những chị nào chia sẻ thôi, có logo thì chia sẻ em chốt nhá, em nói trước. Gấu vàng gì? Bất Trâm Huỳnh, Bất Trâm Huỳnh, chị nào có logo người chia sẻ em chốt nhá, tại vì cái nào vừa bán vừa tặng rồi. Con quần sung sai trẻ mình 52 đổ về. À, con này con quần le rồi, này hẳn quần le rồi, quần le này để nói bữa giờ để gom lại ấp mẫu mà quen biết. Bộ công ty luôn dùng nguyên, quần nam cho chị Lành Trần, bộ công ty size 57, bộ công ty size 57 đổ về. Chị ơi chia sẻ công khai ấy, người ta chia sẻ nó hiện người logo người chia sẻ hết nè. Lên mã bộ công ty size 55 cao 57 dùng nguyên nhá. Đây luôn chị em mình 79 nghìn, hàng này hàng 109 nghìn đấy chị em mình, hàng này hàng nguyên sale 109 nè, quần nam hết nha. Cái nàng lên chị em mình bộ công ty 79 một bộ thôi, bộ công ty 79 tặng nó, bán tặng nó bộ công ty 79. Chị nào lấy công ty 79 lên luôn dùng nguyên. Ôi tomboy nè, con tomboy CS, con tomboy CM, tomboy CM C 52 đổ về, 52 đổ về là chị em mình chốt đẹp nhá. Còn bộ công ty là 79 nghìn cho Thảo Nguyễn nè, tới 52 đổ về. Chị ơi bấm chế độ công khai chị để hình quả cầu ấy, chứ còn đừng để chế độ một mình xem, chế độ bằng lại xem nó không hiện lên mình chia sẻ được nha. Size 52 đổ về, tomboy người ta đang sale 89 nghìn,
Nguyên Lan lưu trẻ mình này, hai con xây mượn 52 nhá. 52 đổ về chút mã này. Mã 60k nó tung được hai cái. Quần Timber là giờ đi nhập hàng không có, với lại đi nhập vô giá cao quá. Giá cao quá. Đi nhập vô giờ không có cái giá hàng 6 này rồi nè. Nha Lan luôn dùng mã Tomboy 60 xây mượn hoặc là mã M60 luôn dùng Nguyên nhá. Comment lên dùng Nguyên mã đó là mã M60. M60 giúp Nguyên nha. Ở trong đóng này quần len gì nữa thì xin mời quý vị. Trong đó là toàn quần len. Tomboy CS nữa nè. CS nè, trẻ mình 50 đổ về, trẻ mình lên luôn cho mã S60. Trẻ mình hai coi like nhiều, các shop nó đang chạy cái này, nó đang mang với áo bra. Mẫu nó mang với áo bra là toàn bộ nó bán là sale là cũng 89.000 hết nha. Đấy, Nguyên lên luôn cho trẻ mình 60 CS, 60 CM, cái nào không còn size to. Bởi vì luôn cho nó gọn nhiều. 60S và 60M. Chị nào chưa có cái mã đó lên luôn dùng mã 60S và 60M. Chia sẻ nha. 60S và 60M. Ui. Nè, trời ơi, quần này lưng của nó lưng thun nè. Tomboy chị Kiều Trinh. Kiều Trinh size gì lên lại giùm em nhé. Con này dạng sườn công sở. Cái M Hiền Phương rồi nhá. Mời cho chị thấy anh chị em mình không lên rõ cái số ký là chịu, hoặc là không lên rõ cái size là chịu luôn. Sao chị em mình 52 quay đầu này chị em mình nhìn. Hàng này hàng chuẩn số. Chốt mã tặng 39k luôn dùng Nguyên. Tặng 39 size 52 luôn. 39M luôn dùng Nguyên. Comment cho chị em mình nhìn chắc này. Này không xịn không đẹp thì thôi luôn. Nha, 39. Chốt lên mã này là mã 39. Chị chốt cho những chị nào có logo người chia sẻ, chị Kiều Trinh lấy size gì như Kiều Trinh size nhỏ ấy. Kiều Trinh như size S phải không? Lên rõ mã cho em nha. Lên luôn dùng mã M39. Không xịn không đẹp quay đầu. Tặng M39. Chị nào lấy M39 chút lên M39. M39. Và một con quần công sở size này dành cho trẻ mình 55 đổ về. 55 đổ về. Chút lên luôn những mã nút tặng 50 size 55 đổ về. Cái này gấu của nó là gấu lẹt, trước lẹt sau như thế này. Là trước lẹt sau như thế này nè. Cái nào lên luôn cho em hồi nãy mới vừa nói bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền quen? Hello chị Thu Thí Lê. CM không có, CM hết rồi. Rồi lên luôn những mã này là mã công sở luôn dùng Nguyên, size 55 đổ về nhé. 55k đi, 55k công sở. 55k công sở nhé. 50 á. 50 à, 50 cho quý đặng. Ừ, hồi nãy chắc đọc 50 á. Ừ. Chị em mình comment kèm luôn dùng Nguyên cả giá nhé, size 62 đổ về. Con này dặn đuổi nhé chị em mình ơi. Nè, đuổi này đuổi xước dặn sung nhé. Đuổi xước dặn sung. Size 60 vẫn mang ok. Tặng 30 nốt luôn. Trời ơi. Chia sẻ nhá, trẻ mình cứ có logo người chia sẻ chốt, không có người logo chịu luôn. Đây chính là mã gì vậy? Mã gì vậy? Lên mã tặng 30. Tặng 30 nhá. Tặng 30 công sở 50 em hết rồi. Lên mã tặng 30. 30 cho Bảo Nhi. Một con quần nút nữa. Một con quần nút nữa. Nhưng mà size 52 đổ về. Nút M. Và nút 52 đi. Nút 52, 50k luôn. Xả ban hết, coi là gọn kho như vậy em ơi. 30 em hết nha. Lên luôn những mã này là mã nút 30. Ơ quên, mã nút 50. Và size 52, trẻ mình để ý cái số ký luôn đọc nha. Để ý cái số ký luôn dùng Nguyên. Chắc chắn nhất là kèm luôn dùng Nguyên cả số ký. Không có số ký là bỏ qua. Rồi cái này chắc không chốt, Nguyên chốt luôn. Đấy đúng rồi đấy. Phôm nhỏ, cái nó phôm nhỏ size 52 thôi. Nè dạng lách riêng nhi, trẻ mình mang quần áo phông bự ấy. Lách riêng nhưng mà có túi chứ trẻ, mà lách riêng đùi có túi đẹp lắm luôn. Em không nhớ chị ơi, cái này giờ còn để tại em bóc đơn sale đó thôi. Bóc đơn sale đó, những cái lúc như thế này, mấy hôm nay là hàng lẻ tẻ tẻ nè. Mở âm lượng lên đi chị ơi, còn Hiền mở to âm lượng, Nguyên Nga thử có nhỏ không vậy? Nhỏ cái kia nữa trời. Còn to kiểu nhỏ kiểu gì nữa không chị ơi. Lên luôn dưỡng mã này, bán tặng như vậy mình 39.000 lít đi, rất là đẹp luôn. 39.000 luôn dùng Nguyên nhá. 39.000 luôn dùng Nguyên. Chị em mình hai mang những con áo phông rộng ấy. Cái này Nguyên có mấy cái nè, tặng nốt này, tặng mỗi chị một con luôn, bán tặng mỗi chị một con. Lên luôn dùng mã kiểu nhá, chốt luôn mã kiểu nha. Comment mã kiểu size này khách nhà Nguyên 60kg vẫn mang được. Mỗi chị một con luôn, còn em mã tặng 30 nốt luôn, còn mấy cái? 1, 2, 3, 4. Hai kiểu nhá, bóc đại như vậy mình ơi, có cả kiểu nút. Nguyên nói là con này đi nhập vô giá hơi bị cao.
cái kiên đường không có chị Nga hết rồi, có con thôi. Lên luôn dùng mã tặng kiểu, tặng kiểu 30k nốt luôn, 5 con. Cái này là 60 vẫn mang được nè. Thôn này nó to hơn nè, thôn này nhỏ hơn nè. Rồi 3 con, 30 cho chị Thu Hiền Đỏ, 30 cho chị Thu Hiền Đỏ nè. 1, 2, 3 con, 30k con, tin nổi không? 30k xả hết thằng hàng. Ngày nào em cũng like hết đi. Nít những đùi em hết rồi. Cho quý đã, ngày nào cũng like mà sao không thấy. Cái chị Bông, Bông Nguyễn. Có bữa nào bỏ qua đâu trời. Hey. Không, chỉnh cái chế độ chưa? Cái này size nhỏ hơn. Size này dành cho chị em mình 55 đổ về thôi. Áo thun nam à. Áo thun nam đây không có rồi. Còn mấy con ba lỗ nó cho bán tặng lên đi. Con này size 55 đổ về thôi, chị Trâm Hoàng không chia sẻ. Chốt mã này là mã 55kg thì size nhỏ hơn nha, để phân biệt cái mã kia, hồi nãy phone kia nó to hơn. Đem cũng 30k luôn dùng nguyên, chuẩn giá bán tặng. Đây mã 55kg luôn dùng nguyên. Thôi chị Hằng Phan Sài Gòn cái. Thì Trâm Hoàng cái, Trâm Hoàng cái. Nó bức ra hai bộ đùi. Hai bộ đùi. À không, này áo kiểu rồi. Cái nào áo kiểu? Size trẻ mình 55 vẫn mang ok. Chốt mã này là mã kiểu gạch 20k luôn. Kiểu gạch 20. Chia sẻ mạnh tay luôn dùng nguyên ngay dễ mà nói like được. Có mỗi bên này trang cá nhân không like được, hội không like được. Đấy, dễ mình đáng chia sẻ mạnh tay luôn dùng nguyên. Chốt mã này là mã kiểu 20. Kiểu 20 thôi kệ. Xả cái này, cái chị nào chốt được, được bây giờ sao giờ thì ren luôn dùng mã lẫn 49k luôn dùng nguyên. Kiểu 20 cho sang xa, 20 cho sang xa, 49k. Tay này dành cho những chị em mình. Mấy ngày hôm nay toàn bán lỗ tẹt luôn. Mục đích là để cho nó sạch, sạch kho, gọn kho. Áo đang mặc có chị ơi. Váy đang mặc hôm bữa em bán bao nhiêu tiền? 49.000, bây giờ làm gì còn này. Làm gì còn. Lên mã bộ cam 49. Cái con váy này hàng đi mua cho chị Thúy Anh. Hàng đi mua trăm mấy, 155.000. Mỗi khi em bán vậy em mình 49.000. Hết rồi. Rồi lên luôn dùng nguyên ở đâu shop được một cái bộ này size nhỏ này. Size tầm 45 đổ về thôi. Chốt mã bộ caro 30. Bộ caro 30 dùng nguyên nhá. Caro 30. Kiểu hết bộ cam 49 rồi thì anh. Caro 30 nhá. Chị nào lấy caro 30 thứ có cái này chị em mình tranh thủ nha. Là size L. Là size L. XL, XL. Riêng cái XL này 70kg vẫn mang ok luôn dùng nguyên. Riêng XL là 70kg vẫn mang ok luôn dùng nguyên nhá. Áo đang mặc là 45.000 nha chị ơi. 45.000, form bự lắm luôn. Form bự lắm luôn, thả rất là dài. Giờ áo nam, áo nam không. Tí này còn mã thun lạnh còn ít em xem. Rồi lên những mã ba lỗ, cái này là 3D nhá. Size này là size 70kg vẫn mang ok luôn dùng nguyên nha. Nguyên lên luôn cho chị em mình, bộ cao nguyên hết rồi nhá. Bán tặng luôn cho chị em mình con này tặng 25 nốt, được 2 con size XL. 70kg vẫn mang ok, hàng này là hàng thun lạnh 3D. Hàng người ta bán trăm mấy. Thế, bộ hết rồi, bộ hết rồi. Size này size 70kg. Đào trăm đi chị Huyền. Thấy chị Võ Thắm rồi chị ơi. Ba lỗ cho Bảo Nhi, tặng 25. Tặng 25 cho Bảo Nhi được 2 con thôi. Caro em hết rồi. Thấy chị Nova Hình nhá. Rồi chị nào lấy cái mã đó lên cho mã XL. 25k. 25k thôi. Chị Hiền Hải Nguyễn không chia sẻ. Rồi size L này. Đây còn cái size L nữa này. Cái size L này. Đây hai cái size L nữa này. Bán tặng cho chị em mình thôi. Cái này hàng chị em mình có thể vô bên Shopee người ta bán. Hôm bữa thay bao nhiêu tiền? 120.000. 120.000. Hàng thun lạnh này, các shop đồ nam ấy. Các shop đồ nam bán 120.000. Nguyên bán tặng luôn chị em mình 25 nó, size là size 70. Size 70kg nha. Cái áo đang mặc từ từ chờ em xíu. Áo đang mặc. Có mấy con thôi, 45k có từng này còn, có từng này con. Sai trẻ mình đi 65 vẫn mau ok. Thúy Nguyễn không chút đặt 5 cái. Thiên Hải Nguyễn không chia sẻ là chịu luôn. Thúy Nguyễn còn đơn không ấy hả? Thế? Không thấy đơn. Chị chốt cho những chị nào có logo mình chia sẻ thôi. Cái này được còn được 4 con.
không chọn hình chị ơi, quần sọc nữ có, không chọn hình, không chọn hình. Đây áo mình đang mang thì chị em mình nhìn chắc 45k luôn dùng nguyên nhá. Được chưa? Ok, chi quế cho chị Hà Lê. Chi quế Hà Lê 45k. Chi quế này, Hà Lê này. À, caro 30 em hết rồi chị Nga Thanh ơi. Thứ có cái chứ mấy. Ta dạ mình 65 vẫn mau ok luôn. Vì nó giảm nhiều. Ba cái ba lỗ size gì đó chị ơi? Size gì đấy? Size gì đấy? Size gì đấy? XL nãy cho chị Hiền Hải Nguyễn. Cho chị Võ Thám. Hiền Hải Nguyễn là cái áo. Còn đây cho chị Võ Thám. À, 45 cho chị Hiền TA luôn hết. Cho chị Hiền TA luôn hết. Hiền chọn bỏ lên like cho nó nhanh. Bỏ lên like cho nó nhanh. Đây là một công ty. Đây còn một bộ công ty này. Hàng này bán 109.000. Hết nên nhá trẻ mình nhá. Size gì đây? Chút mã caro luôn dùng nguyên hàng công ty nhá. Size 55 đổ về luôn. Caro 79. Cảm ơn mã caro 79. Hàng trong hàng lẻ nó hơi bị nhăn xíu. 79.000 luôn dùng nguyên nhá. Áo 45 em hết rồi. Cảm ơn lên luôn dùng mã này. Chị size 50 chở không có size đâu. Áo này không có size. Lưu ý Quân nói như thế này thì là size số gì nữa. Bộ 79.000, bộ công ty 79.000. Rồi một con chăn váy size 50. Trời ơi, cầm con chăn váy nặng trịch tay. Bán tặng luôn cái vẻ mình con này, mã tài này mã tặng 40 luôn dùng nguyên sĩ không được giá này rồi. Chăn váy xếp ly dùng nguyên nhá. Chốt mã tặng 40. Tay vẻ mình 50 quay đầu. 50 quay đầu, 48 quay đầu. Nga tiêu rẻ 40.000. Là mì đai đỏ nha. Mì đai đỏ và là hai lớp luôn dùng nguyên 40. Ba cái ba lỗ size XL cho chị, cho chị Nova hình. Thôi cái này còn không cho chị Nova hình luôn ấy nè. XL. Hết rồi. Hết rồi chị ơi. Được hai cái nha, được hai cái. Rồi chị nào lấy chân váy lên mã chân váy luôn dùng nguyên nè. 40k nốt luôn. Nha chân váy u mì đai đỏ. Cái này giá bán tặng thôi. Chuẩn là giá bán tặng nên là chị này cứ có logo người chia sẻ chốt nhé. Cho chị Bích Trâm Huỳnh. Bích Trâm Huỳnh. Đây cả là chị Hiền Hải Nguyễn. Hiền Hải Nguyễn. Rồi lên luôn dùng này. Hàng này hàng giấc cơ, hàng xịn luôn này. Giấc cơ xịn luôn này. Tao dễ mà 52 quay đầu. Lên luôn dùng mã này là mã 55. Hàng này hàng tàu như vậy mà thôi. Hàng tàu nha. Chúc mã quần 55. Comment lên luôn chung mã quần 55 luôn dùng nguyên này. Quần 55, áo 45 em hết rồi. Comment mã quần 55 cái bộ 79 mà chị em mình không chốt. Chị nơi ba hình lấy váy bao nhiêu ký vậy? Hello chị Thanh Loan nha. Chị lấy váy mấy ký, cho lên rõ số ký cho em cái này. Cái này size 60 nè, size 57 nè, size 52. S, L và XL. Chốt lên mã 49 kèm size luôn dùng nguyên nha. Chân váy, trời ơi nhưng mà nó có size. Không nhớ, nguyên lên rồi chị em mình chốt. Chị ba cái chốt đơn rồi, chốt chi nhanh nữa người ta mới lên có xíu, mới có ba rồi. Ba cái chốt đơn là cái gì? Chân váy 40. Sai đi chợ, kèm sai luôn dùng nguyên nha. Kèm sai luôn cho em nha. Đây mã 49. S, L và XL luôn dùng nguyên nha. Ba sai. Con nào nó thật sự bán 49.000. Đây luôn dùng 49. S thì dạy mà 52. Size L dạy mà 57. Bé trai chưa? Bé trai em chưa chạy nhiều. Chưa về nhiều. Và một con size XL. Size dành cho những trẻ mình đến 60, 62 vẫn mau ok. Lên luôn dùng mã này là mã tặng 49k luôn dùng nguyên nhá. Kèm luôn dùng nguyên. 50kg hồi nãy lấy CL. Chân váy còn CL. XL cho Bảo Nhi nè. Lên luôn dùng mã này là mã 49k luôn dùng nguyên nhá. Kèm luôn dùng nguyên cái size vô. 49.000 siêu rẻ luôn. Ngày phục vụ cho em, cho chị em mình đến chiều luôn. Thôi chút đơn tại vì ngày đi shipper không lấy đơn. À, cái size S này. Ơi cái chai Hiền TA nè, 49 CL cho chị Thúy Anh nè. Thúy Anh nè, 49 em thấy, trời ơi con này là con Phương Thái. Size 62 đổ về, Thái theo nhá. Đây mã này mã 40 luôn dùng nguyên. Em thấy chị Nguyễn Huyền nhưng mà chị không thấy chị chốt cái gì. Thái 40 luôn dùng nguyên nè. Thái 40. À, 49 hết rồi chị ơi. 49 hết rồi, lên luôn dùng mã Thái 40 nè, Thái theo nhá. Bộ này bộ mì dài à. U mì dài luôn dùng nguyên nhá. Áo dài quần dài. Size chị em mình 52 đổ về. Áo cho chị Võ Thắm. Size 52 đổ về. Size 52 đổ về để chị em mình chốt ok. Comment mã này là mã 89k luôn đi. Hàng 120k. Chốt mã 89k luôn dùng nguyên size 52.
Được chưa? Bộ u mì mà u mì dài nè. Len luôn dùng mã này là mã 89k luôn dùng nguyên. Cái thái 40 luôn hết rồi. Áo thun đồ còn rất là nhiều. Dạ. Khi nào mà like đồ bé thì em up like đồ bé nha. 89k. Con này một con quần ngố u mì. Ngố u mì size S. Size S như vậy mình tầm 50 đổ về thôi. Cầm em mã này là mã tặng 35 nốt luôn. U mì hàng nha. U mì hàng, cái nào con đọc u mì hàng vậy mình cứ yên tâm cái chắc. Nguyên ít chạy u mì leo trừ khi là gửi hàng mà Nguyên không không người ta không báo. Áo 40 là cái nào? Làm gì còn? Thấy cả 40 thấy cả 35k ngố CS nha. 35k ngố CS, chị nào lấy ngố CS lên ngố CS. Con này dặn quần legging bo này. Legging bo. Legging bo cũng là u mì nhá. U mì hàng luôn, size trẻ mà 55 đổ về. Đây này, bo gấu nha. Bao đẹp, cái này chị em mình biết với giày thể thao lên cũng đẹp. Chốt mã này là mã 50. Comment quần len để đi lên ra. Comment lên luôn dùng mã 50 luôn dùng nguyên nhá. Chị nào lấy mã 50 lên mã 50. Con này rất là xịn nhưng mà con này là hàng quần bào. Quần bào nhá, quần này là quần dạ găng này. Không, đồ bé giờ chỉ có hàng hè thôi, không có hàng đông. Ngố cho chị Lê Nguyễn Hiền Hân. Lê Nguyễn Hiền Hân, quần ngố ấy. Còn quần legging bỏ súng rồi. Và có quần legging để cho chị Thúy Anh. Lên luôn dưỡng mã này là mã tặng bầu nha. Quần cho tặng bầu, con này quá xịn luôn. Ai đang có bầu, bà nào đang bầu phát ngay con này dùng nguyên. Thay chị em mà nếu xong số mấy ký bằng màu ok. Tặng quần quần dạ, dạ gân ấy. Hàng này hàng 85. Quân lên luôn cho em mình mã tặng bầu 30. Hết 35 rồi nha. Tặng bầu 30 nhá. Con này mà không xịn không đẹp thì quay đầu lại dùng nguyên này. Hôm bữa khách hỏi hỏi đồ bầu mà chịu này. Tặng bao chị thấy anh này. Tặng bao chị thấy anh này. Nhiều. Hồi nãy mới vừa nói xong mấy tiền 30k. 30k dùng nguyên. 30 chị thấy anh. Con này là đuổi trước dùng nguyên nhá, đuổi size chị em 57. Chốt mã tặng 30 đuổi dài luôn. Tặng 30 đuổi dài. Giá này giá bán tặng thôi nhá. Tặng 30 đuổi dài. Con này lên luôn dùng mã này mã quần ngầu. Quần ngầu nhá, quần lỡ và mì mì hàng. Mì hàng size 52. Size 52, mì hàng size 52 nhá. Quần đuổi nãy bán tặng dạy em 30.000 chỉ trước size 57. Từ từ để coi thử nha. Từ từ để coi đã nha. Giờ chưa ấy, chưa biết. Đây luôn những mã này là mã tặng gần ngầu luôn dùng nguyên này. Hàng này bao nhiêu tiền? Nguyên bình thường chạy dạy em là 68.000. Bán tặng luôn chạy mình con này 49.000. Size M dùng nguyên nhá. Những con này chạy mình không sắm phí quá. Nguyên nói thiệt luôn. Những con này mà không sắm người ta làm là mì trơn thôi, người ta không làm kiểu này cũng không có giá này rồi. Đây luôn những mã tặng ngầu. Tặng ngầu nhá, chốt mã tặng ngầu luôn dùng nguyên này. Hồi nãy lấy riêng đi rồi phải không ba? Lấy riêng rồi. Con này lên luôn những mã tặng bé đi, cái này size nhỏ nhỏ. Chị em mình mang cũng được, tầm 50 đổ về là chị em mình mang con này cũng được. Con này dặn quần legging ấy, chốt mã này là mã 20 đi. Cầm em mã tặng 20, legging. Tặng 20 luôn dùng nguyên này. Váy bé size 25-28 nè. Chốt mã 49k luôn. Váy bé 25-28 chốt mã 49k. Những con này chị em mình tranh thủ mua nè. 25-28 ký hàng này 159k. Lên luôn cho em mình 49k. Bỏ váy bé bỏ vì cho nó gọn ba. 20 cho Minh Diễn. Áo nam. Áo nam. Áo thun nam này, size 55 đổ về nè. Size 55 đổ về, chốt mã tặng 39k luôn dùng nguyên. Không chia sẻ nha. Anh chị chốt cho những chị nào có logo người chia sẻ. Lúc nào mà hàng lẻ sai, hàng sale rồi là chị chốt cho chị nào có logo người chia sẻ thôi. Chị nào không logo người chia sẻ bỏ qua. Tặng nam okay, size 10. 49. Tặng nam size L nhưng mà chốt đến 55, 57 thôi, mang cho nó thoải mái. Tặng 39k thun rất là đẹp luôn. Thun rất là đẹp như vậy mà nó. Tặng áo nam luôn dùng nguyên nhé, 39. Không có size lớn chứ, cái này em còn lẻ tẻ sai mà. Em còn lẻ tẻ tẻ sai em bán tặng thôi. 19 cho Thúy Anh, 20 hết rồi nha. Lẻ tẻ sai bán tặng thôi. Quần tay nữ sai lớn giờ đang 39 hết rồi. Ồ. Chốt mã tặng 25 luôn dùng nguyên, cái này anh Tình đang mang. Hiện tại anh đang mang màu xanh. 25k luôn, size này là size 68 ký 70 ký size 3XL. Chốt mã 25. Đang mang đấy, có mẫu mang luôn. Chốt mã này mã 25, áo nam 25k. Và size dành cho những chị anh nam 7. Nào 539 hết rồi. Còn thun nam 25. Ủa cái này bộ mà, bộ CS này. Áo bộ CL. Bộ nam CL.
Bộ nam size L, size 57. 45 ca nót bộ nam. Hết 25 rồi. 45 ca nguyên bộ tiên nổi không? Hàng chắc rất là đẹp luôn, size 57 nhé. Comment luôn dùng nguyên mã này là mã bộ nam. 45 ca luôn dùng nguyên. Chốt mã bộ nam 45. Bóc cái gì sale cái đó. 25 rồi. Bóc trúng cái gì sale cái đó. Hãng quá là nhiều đi. Bộ nam luôn dùng nguyên nhé. Cái này áo bé cho Hiền Phương 45. Cái này áo bé size bự rồi nè. Size bự nhá. Size này size 25. 24 25 kg. 24 25 kg cái này nguyên một cặp. Nguyên lên luôn cho chị em mình mã này là mã 60 hai con. Size 24 25 đổ về. 24 25 đổ về nhá. Cái này lên chị em mình 60k luôn dùng nguyên nguyên cặp. Thấy bộ nam rồi. Áo bé luôn dùng nguyên này, chốt mã cặp luôn dùng nguyên. 60k. Trời nó rẻ hết sức rẻ luôn. Chốt lên luôn dùng mã cặp. Chị nào lấy cặp lên cặp luôn dùng nguyên. Comment mã này. 60k. Cặp 60k và size 25 đổ về. Quần công sở hồng size 52 đổ về cho cái size L. Size L dùng nguyên nhá, 52 đổ về. Bộ nam hết hồng rồi. Hình. Bộ nam hết rồi nha. Lên luôn dùng nguyên mã này, công sở 40. Áo bé cho hồng. Cái nào mà trẻ mình biết cái áo rồi. Kiểu, áo kiểu lên rất là. Có đầu vi ngôi nha. Áo kiểu lên rất là đẹp nha. Công sở. Cặp người ta lấy rồi chị ơi. Lên mã công sở hồng. Công sở hồng 40. Công sở hồng 40. Chị nào lấy công sở hồng 40. Con này cho bé nè. Con này cho bé size này size tầm cho bé nhà mình tầm 18 kg đổ về. 40 cho vỏ thắm. 18 kg đổ về. Mã bộ nam size M. Size M là cái nào? Cặp em hết nhá. Lên mã 30 dùng nguyên. Chốt lên luôn dùng mã này là mã 30. 60 hết luôn rồi. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã áo 30 hàng này hàng chắc có tông tàu xịn á. Ô một cái mã quần ngầu. Mã quần ngầu. Quần túi hộp cái này nam nữ đều mang được hết. Rồi chị em mình nhìn ra quần này đi. 52 đổ về. 52 đổ về, chốt mã ngầu 39. Con này đẹp lắm chị em mình. Hàng này hàng túi hộp này. Cực kỳ đẹp luôn là ưu vì hàng 39.000 size 52. Size S. 39.000 size 52 size S. Cảm ơn mã này là mã 110. Ngầu 39. Áo 110. Bé cho Thảo Nguyễn. 110 nhá. Cái này áo bé này đúng không? Áo bé đấy. Lên luôn dùng mã bộ 110. Hàng này là hàng 145 nè. Ấy còn mấy cái túi xíu nữa kìa. Mười bán tặng 25.000 nè. Lên luôn dùng mã bộ 110 dùng nguyên nhá. Bộ dài luôn dùng nguyên. Tay trẻ mình đến 60 vẫn mang ok. Cái này cũng mang hơi bự. Nha. Bộ này hàng chắc rất là đẹp luôn. Chốt luôn cho dễ mình mã này là mã 110. Áo, không có nha, không có. Không chị ơi nha. Không không nhá, lên luôn những mã bộ xanh 110 luôn dùng nguyên. Cái này rất rất đại bộ, hai bộ không có gì. Đấy, chị nào chưa có cái mã này lên luôn dùng nguyên, mã này là mã 110 luôn dùng nguyên. 110 nhá, đúng một bộ thôi. Rồi lên luôn những mã tặng bé, cái này có 2. Chúc mã 25. 25, comment cái này. Hôm bữa chị nào chưa có lên luôn dùng nguyên. Lên luôn những mã túi tặng bé luôn dùng nguyên nhá. Cái nào ở trong có hẳn cái dây, có cả một cái dây đeo như thế này. Ở ngồi thêm một cái khóa như thế này. Một cái ngăn như thế này. Tặng 25k một con, được 2 con. Sót được 2 cái. Lên luôn những mã này là mã tặng 25 dùng nguyên nhá. Xanh nguyên còn mỗi một màu xanh thôi. 25 xanh. Chị nào lấy 25 xanh lên hàng này, con này hàng Quảng Châu. Con này hàng Quảng Châu đấy. Chốt lên luôn dùng nguyên này. 25 cho chị Ngọc Diễu. Ngọc Nguyên con. Ngọc Nguyên. Ngọc Nguyên con. Còn một con chị nào chưa có thì lên. Chị nào chưa có thì lên. Bộ 110 cho Lành Trần. Túi cho Giang Cao hết. À, cái gì đây? Váy à? Váy à? Ôi váy, váy, váy. Rồi cái này ai nhanh tay có. Cái này ai nhanh tay có SML nè. SML. Ba size SML. Trời ơi, váy u mì. Trời ơi. Đẹp đi. Tôi dở kéo nên cho khách mới thấy. SML. Giả nghe chị em mình ơi. Kéo dùm em kéo cái này qua đây mới thấy được. 25 rồi nha. Cái khôn đồ. Cái khôn váy. Ui trời ơi. Còn một ri. Tóc đúng một ri. Tay của nó nè. Đẹp chưa? SML nha chị em mình ơi. Trời ơi. Lên luôn dùng mã này mã tặng váy. Chốt mã này mã tặng váy 59k nốt luôn. Nguyên một ri thôi. Trời ơi. Ôi. Quá đẹp luôn chị em mình này giả nha. Ba size SML 59. Này không có phải. Hai cái M. L này, hai cái size M, một cái size S. Đấy, 59.000 không phát con này nữa thì tiếc quá. Mời cái này. Cái này M. Còn một S, S cho chị Phương Nga, Phương Nga, còn một M. 59.000. S Phương Nga. S Phương Nga đây. Mời cho chị Ngọc Diễm đã là hết. M
mời chị Ngọc Diễm là hết. Thấy nhá. Cái này hôm bữa là lên lưu giữ mã này mà. Đây còn một cái này size này dành cho chị em mình à. Dưới 50 nhá. Dưới 50 nhá, chốt lên lưu giữ mã này mã 45k. Hàng này sale 59k, bộ này bộ lụa dùng nguyên nhá. Váy hết nha, váy hết rồi. Rồi lên lưu giữ mã 45 bộ lụa size 50 đổ về. Chốt lên lưu giữ mã này là mã 45, lụa 50 đổ về. Lụa tím nguyên bộ này. Đẹp chưa? Phái nguyên hết rồi. Anh phái rồi. Comment mã này mã lụa tím luôn dùng nguyên. 45k lụa tím. Chị nào lấy lụa tím lấy lụa tím. Cái này là mì đai đỏ. Ok, bông Nguyễn L. Em lấy CL mà. 45 cho chị Quỳnh Anh. Chị Quỳnh Anh. Sao dễ mình năm con này đẹp lắm. Cái này có khách nhận hàng về đặt thêm. Đặt thêm mấy con. Cái nha. Này nhìn như là dễ mình không thấy phone. Xỏ vô ấy, dễ mình mới thấy được cái phone quần con này cực đẹp giống như quần dáng boy. Chốt mã này là mã tặng 59k luôn, dùng nguyên size cho em 57 CL. 59 CL. Lên mã 59 CL, chị nào lấy mã 59 CL chốt lên mã 59 CL luôn dùng nguyên. 59L. Comment lên mã 59L. Cái này còn bao nhiêu bộ bé size? Còn bộ bé này còn từng đi bộ nữa hết rồi. Lên nó 30k. Tổng kết cái bộ này có được từng này bộ thôi này. 30k nốt nha. Ai nhanh tay có size 12 đổ về thôi. Size 12 anh nha. Size 12 đổ về không có. Một bộ 13, một bộ 13, một bộ 13. Đây 3 bộ size 13, bộ này quá đẹp luôn. Chị Ngọc Diễm không? Trời ơi, cái bộ này chị nào nhận hàng bộ này rồi. Size 13. Có một váy chứ. Chị không lấy váy hả? Có váy mà. Váy chị không chốt, bỏ ra kìa. Đấy, bao nhiêu chị chốt váy không được. 13 cho Thảo Nguyễn đã nè. 13 cho Kim Huệ nè. 13 cho Bích Trâm Huỳnh. Bích Trâm Huỳnh nè. Bích Trâm Huỳnh nè. Người ta vẫn chốt bình thường mà chị. 13 cho chị Nguyễn Thị Bích Thiệp nè. 8kg nè. 8kg hơi rộng xíu nhá. 13 với 8 cho Nguyễn Thị Bích Thiệp nè. Ngọc Diễm khác mà. 30 cho tiết mùa đông, 13 cho tiết mùa đông, thấy 13 nha. 13 ca hay đây? Thấy sai vậy ơi. Thấy sai, 13 ký, 30 ca. Tiết mùa đông một bộ, rồi 12 cho chị Thảo Nguyễn Dầu. 12 cho Thảo Nguyễn Dầu, còn 12 đổ về thôi. Còn 12 đổ về thôi. 12 cho Thảo Nguyễn Dầu. Bán tặng nốt luôn, 12 cho Lành Trần. Thảo Nguyễn Dầu, Lành Trần. Tổng kết luôn cái bộ này, em hết rồi đây. Còn được từng này nên là sale gọn luôn này. Để làm gì nữa nha, chị nào chưa có cái này tầm 12 cái đổ về, bộ này chị nào nhận hàng về biết chắc. 12 cho chị Hoa Giả Quỳ luôn. Trời ơi, 30. Nghĩ ra không? Nghĩ ra cái bộ này mua 30.000 không chị em mình ơi. Chắc đẹp lắm luôn ý. Này chị em mình nhìn nè. Quần nè, áo nè, toàn bộ là theo. Còn 12 đổ về, phát luôn. Cái gì đó hiền. Hàng nó có ấy rồi. Trời ơi, 30k nhé, nguyên còn sai 12 cái đổ về. Đấy còn được 4 bộ, chị nào lấy hot knot 12 cho chị Hiền Phương. Hiền Phương. Còn 3 bộ, chị nào lấy hot knot luôn. Lấy mấy bộ về cho nó mang. Cái này được cái là trai gái gì mang cũng được hết. Thế chị Thúy Anh, bé trai bé gái gì mang cũng được hết. Hai bộ cuối cùng. Chúc mã 30. Comment mã 30 cho chị Lý Nguyễn. Lý Nguyễn còn một bộ nữa là hết. Còn một bộ nữa là hết. Ai chưa có thì lên nha. Còn một bộ nữa là hết mã đó rồi. Ai chưa có thì lên. Cái này cũng vừa bé à? Bảy nè. Cái này cũng vừa bé. 30 con ca nốt luôn. 5kg không có. 5kg hơi rộng đấy. 5kg là rộng á chị em mà nó. Size 16kg nè. Con thì vi hết. 16kg và 18kg. 16 được 2. 18 được 16 được 3. 18 được 2. 8kg em không. Chút lên mã này là mã 30 luôn. Nốt luôn đi cho nó gọn. 30k luôn. À em không chị ơi. 3 cái size 16, 3 bộ size 16 nha. Bộ này là bộ cotton dẻo. Bộ này bán cũng nhiều rồi. Hết rồi chị ơi, hết rồi chị Lành Trần ơi, bộ lúc nãy hết rồi. Lên bộ này luôn dùng nguyên, lên luôn dùng mã nách. Nách size 16 và nách size 18, 30k gọn luôn. Đấy hết nha. Đấy, trưa này chị em mình không co tiếp lắm luôn, nhiều cái đi chạy chị em mình luôn. Chị Hình Thanh Tú không chia sẻ, em chỉ chốt cho những chị nào có logo người chia sẻ thôi. Nha, 7 ký em không? 7 ký em không? 25 em không có. Cái này toàn bộ ở size 18 và size 16. 16 như chị Thúy Anh.
Thúy Anh, Quý Đặng, Hồ Thị Thanh Hoa. Hồ Thị Thanh Hoa. Rồi còn 18, 30 luôn. Còn size 18. Hai bộ size 18, chốt lên mã 18 kg luôn dùng nguyên. Comment lên mã 18 kg. 45 em không? 45 giờ không còn. 18 lấy 16 lấy 18 quay đầu cũng được nè. Căn váy em đang mặc hết rồi. Từ bữa bán rẻ 49.000. 49.000. Rồi lên những ngày 18 kg, được hai. 18 chị cần đứt con, còn con tắt luôn hẳn hai, hai con luôn. Bộ nó cái này cũng cọc nó cũng bộ bé ăn được. Rồi ok. Giờ mới hiện logo người chia sẻ. Cái chị Huỳnh Thanh Tú đó, Huỳnh Thanh Tú bộ đó. Ráng chia sẻ lên luôn dùng đi nhá. Bộ này là bộ 85, bộ này bộ xịn 85. Bộ xịn 85. Cũng còn được 4 bộ. Lên luôn dùng nguyên mã này là mã tặng 60 luôn đi cho nó gọn, nó bay luôn cái mã này. Bộ này là hàng 85 luôn dùng nguyên, chút mã 60 luôn đi cho nó gọn. Hàng nó xịn hơn cả hàng hàng cái môn luôn. Hàng này hàng siêu thị còn được size bé bé thôi. Size 13. Size 13 kg đổ về. Ôi trời ơi. 13 kg đổ về, giá này em bán sàng trên like nhá. Nhiều chị bảo chụp hình các kiểu nhưng mà mình không có chụp hình được đâu. Trẻ mình coi được trên live, chốt được cái gì chốt chứ mà nhà không có người rồi. Nhà không có người, không đủ người mà còn rét tin, còn rét không thấy. Nhiều chị bảo sao là nhắn tin mấy ngày mà không thấy rét. Người nó đi chụp hình, đi soạn hình chụp cho chị em mình. Cái gì cho Thảo Nguyễn nè. Thảo Nguyễn 60 nè. Thảo Nguyễn 60 nè sao? 60 nè. Cho chị Hiền Hải Nguyễn nè. Hiền Hải Nguyễn luôn nè, 13 kg nè. Thảo Nguyễn nào đây? Thảo Nguyễn bạn. Hồ Thị Thanh Hoa 13 và 16 rồi, sợ không có đủ cặp đâu. Sợ không đủ cặp, từ từ chọn coi thử. 13 có nè. 13, 16 hơi rộng, ưa lái nhá. 13, 16 không có đủ cặp. Cho Hiền Phương nè, cho Hiền Phương này không đủ cặp vậy mình ơi. Size 15, 15, 14 quay đầu. Kim Huệ luôn. Rồi con này size 20. Con này size 20. Hàng rất là xịn nha chị em mình ơi. 20 đổ về nè. Con này size 20 đổ về. Hàng này cực xịn luôn. Con này size 20 đổ về nha. 20 đổ về. Chị nào lấy 20 đổ về lên 20 luôn dùng nguyên nè. 20 đổ về cũng còn được 1. Chị nào lấy 20. Không nó chặt. Chị em mình đừng chốt cặp. Chốt cặp cũng không dám chốt đâu. Đừng chốt cặp cũng không dám chốt, nó không có cái đi một cái rồi chị em mình cho đủ cặp chốt không ấy, tại vì rút kinh nghiệm nhiều lần rồi nha. Rồi lấy luôn dùng 20 cho chị Hiền Nguyễn. Nguyễn Hiền. Chị em mình đừng chốt cặp là Nguyễn không dám chốt đâu, sợ là chốt ghi tay xong cái là chị em mình kêu thôi không đủ cặp không lái nữa thì lại mất công. Rồi lên luôn dùng này 20 kg hết rồi. Cái bộ này là bộ 65, lên chị em mình 45 này, size 18 này, size 18 và 20. Bộ này là bộ phút trong tàu. Còn bộ là theo gái này, 45k luôn dùng nguyên nhé. Size 18kg và size... Em không, giờ em không có. Size 18kg và size 20 được đúng còn 2 bộ thôi. Lên nó luôn cho dễ mình, bộ này 45k. Cái gì, ngày hôm nay cái gì cũng có hết. Bộ này bé nè, lớn nè. Cho chị Thảo Nguyễn nè. Thảo Nguyễn nè, rồi còn 18. 45k hả? 45k, còn 18kg. Thảo Nguyễn đây, Thảo Nguyễn giàu nghe. Để lộ. Mới còn 18kg đổ về thôi. Chị nào không lấy, lấy để này rồi để cho nhiếm luôn. Nhiếm còn màu kia đúng không? Chị không cho nhiếm được. Chị cho nhiếm bộ đây. Chị cho nhiếm bộ. Nhiếm đồ chặt hết rồi. Nhiếm ơi. Nhiếm. Đồ chặt hết rồi. Ra nhận đồ. Size 17. Size 17 nha. Lên mã tặng 60 nốt luôn. Em còn cái. 17 chút mã tặng 60 luôn. 18 nhiếm chút rồi. Đồ bên đây chặt hình như là cái này size 17 kg quay đầu nè. Chiếc bé em đang không. Chốt mã set 60 luôn. Comment mã set 60, chị nào lấy set 60 bán tặng nó luôn cho chị em mình luôn cho nó gọn. 14 kg quay đầu nữa. 14 kg quay đầu nữa. Lên gọn cho chị em mình là 60. 14 kg quay đầu một set, 16 kg quay đầu một set. Hàng này hàng 100 mấy. Ghi rõ luôn nha. Hàng 145.000. Chị chốt chị nào chia sẻ thôi nha chị ơi. Toàn bộ hàng này là hàng bán xả. Bán xả bán cho gọn nè. Nên là cứ chia sẻ lên luôn dùm em. Còn 1 xác 14 kg quay đầu hàng để chị em mình bảo nó deal nè. Hàng của nó là hàng 145.000. Hàng 145.000. Tắt bé có chị ơi. Tắt bé có em có rất là nhiều.
14 cho Cúc Thái này. 14 cho Cúc Thái. Cái này không còn giá sỉ nữa đây nhé. Cái này nó đi cho dễ mình dưới giá nhập rồi. Nguyên còn size 16kg. Size 16kg một set. Cái này là size dành cho bé mình 12 đổ về. Size 16, 17 chị lùng lên. Khẩu trang của mẹ à? Lùng lên. Đây mã 55. Để hồi chặt mẹ tìm cho. Chặt mẹ tìm cho. 12 đổ về nhá. Chút mã 55, 12 đổ về. 55. Hôm bữa hôm qua con đi bán tặng máy mà xả ra cái gì nè. Con này bán tặng nè. Em không. Ok chị. Cái này là cho trai lớn á, trẻ mình mua về cho nó đi học. Áo gió, cái này bị ấy xíu chỗ này. Nghe em xíu chỗ này, bán tặng luôn cho trẻ mình con nè. Trai nhá, hàng nam như trẻ mà nó tầm 57 đổ về là chút đẹp. Comment mã này là mã tặng 39k nốt luôn, bị hơi bị nhem xíu chỗ này nha. Cái này trẻ mình về xử lý được. Theo lưu giữ mã tặng nam 39 theo toàn bộ phía sau. Tặng nam 39, chút lên mã tặng nam 39 luôn dùng nguyên nhá. Cái đen đen này là gì vậy? Quần. 39k. Set gì đấy? 39 cho Cúc Thái, set gì đấy? Set gì đấy chị ơi? Rồi lên lưu giữ mã này. Tất cả quần công sở à? Để chị Khánh Yên để hỏi, đang hỏi quần công sở. Thấy chị Hiền Hải Nguyễn thôi. 38 rồi nha. 28 đổ về, chốt mã 39k. Hàng này hàng công ty. 28 đổ về nha, chốt mã này là mã 39k hàng công ty. Để đó chị hôm bữa chị hỏi HD 69.000. 69.000 luôn dùng nguyên. Nha, chị nào lấy HD 69 lên, HD 69k luôn dùng nguyên. Cho dẻ mà 55, 57 HD 69, toàn bộ hàng đẹp cho dẻ mà nó. Đây luôn những mã mũ trắng 69. Mũ trắng 69, ai chưa có lên nhanh tay luôn dùng nguyên. Mũ trắng 69k luôn dùng nguyên. Chị nào lấy mũ trắng lên, mã mũ trắng luôn dùng nguyên. Rồi lên luôn những mã đùi nu 45. Nu 45 giúp nguyên nhá. Trời ơi. Nam 39 hết rồi. Bộ này là bộ lùa siêu nhẹ. Lùa siêu nhẹ nhá. 45, quên lộn, 55 đổ về. 45k. Cảm ơn mã bộ 45. Chị nào lấy bộ 45, lên mã bộ 45k luôn dùng nguyên. Bộ 45 và size dành cho dẻ mình 55 đổ về là dẻ mình có ok nhé, không còn 100 nữa. 39 gì? 39 gì ghi rõ? 39 là áo nắng. Sang, áo nắng à? Áo nắng. Rồi lên luôn dùng mã 45k nốt luôn. Dẻ nha. 45k nốt luôn. Cái này em bán trên line nhé. 45 hết rồi. Bộ đây còn bộ lụa lụa màu cam. Còn màu cam. Còn màu cam nha chị em mà nó. Trời ơi, size 55 đổ về thì chị em mà chốt đẹp. Cái lụa siêu nhẹ của nó là chưa bao giờ bán hàng mà lụa siêu nhẹ mà nó rẻ tới mức này. Không bao giờ đi giá hàng 4 hết. Em nói thật sự lên luôn chung mà cam 45 cho chị em mà nó. Đây rõ luôn dùng nguyên là cam 45 để khỏi nhầm với cái màu lúc nãy cam nha. Chị quê. Cam 45 luôn dùng nguyên. Nu em hết nha. Cam 45. Cam nhá, chị nào lấy cam 45 lên cam 45 luôn dùng nguyên. Cam 45 nha. Cho chị Nơ Ba Huỳnh. Nơ Ba Huỳnh. Đây ai lấy cam 45 chút bộ cam 45 luôn dùng nguyên. Nó thật sự là nó siêu rẻ luôn. Siêu rẻ luôn, không phải là rẻ mà là siêu rẻ nhá. Hết nu rồi nha. Hết nu nha, nguyên còn một cam, chị nào lấy cam lên cam. Hết sạch thường xanh nu rồi. Mà cũng không có bán giá nó bình thường đâu, bán giá đó. Xây bé nhà mình 18 đổ về. 18 đổ về, chút mã 39k. 18 đổ về nhá. Lên mã 39 hàng này hàng công ty. Trời sao nhỉ. Ăn xong chị uống nước luôn. Không phải uống cái vị nhân quen. Hồi sáng nào đếm quá. Bỏ theo nhưng mà nó đếm dữ sợ. 39k luôn dùng nguyên hàng công ty nha chị em mà nó. Trời ơi, nó rẻ hết sức rẻ luôn. 39k bé cho 39k. Phú Thị Như không chia sẻ nha. Chia sẻ lên luôn dùm em. Ôi cái này áo lẻ à. Size X nha. Hàng này là hàng xúc nè. Size X dẻ mà 50, 52 đổ về. Chút mã 20. 20V và 20 trụ luôn. 20V và 20 trụ. Con này là chuẩn hàng xúc luôn dùng nguyên nhá. Chị em mình mà sành hàng là chị em mình biết. Thờ cái vải thôi là chị em mình biết. 20V, 20 trụ size X nhưng mã form này nó bự. Nha chị em mình đến 52 đổ về vẫn mang ok. Nguyên đang mang size này đây nè. Nguyên đang con mang một set size này nè. Size X. Nha chị nào lấy cái này. 20, 20V, 20 trụ. Bé 39 hết nhá. 20 trụ luôn dùng nguyên. Trời ơi. 20V và 20 trụ. Chị nào lấy 20 lấy 20. Còn. Cái thỉ đũa.
Con này lên luôn dùng mã này là mã 30k đi, 30k đi. Này này cho nó có hình này. V hết rồi, còn trụ thôi, còn của trụ ấy hết của V rồi. 30 size 57. 30 size 57. Không mua được những con này phí lắm vậy mà nữa. Về sợ chắc dùng nguyên. Con này về sợ chắc lên form luôn dùng nguyên. Chốt lên luôn dùng mã 30k. Chị nào lấy mã 30 lên mã 30 cho ít cái ốc chung. Cái con bộ bán này, con bộ bán này. Về hết rồi nha, con cụ đó nha. Con bộ bát size 12 nè. Bộ bát size 12 lên luôn dùng mã 30. Cho Mai Thủy. Lên mã 30 dùng nguyên nhé. 30 bé luôn dùng nguyên size 12. Chốt cho chị nào có logo người chia sẻ nha. Chị không chia sẻ nha. Chị không chia sẻ có tay luôn. Rồi lên luôn dùng nguyên cái mã này. À, bộ bé 30k luôn dùng nguyên. Bộ bé 30, chị nào lấy mã bộ bé 30 lên mã rõ rõ mã luôn dùng nguyên là bộ bé 30. Thun lại 3D dùng nguyên nhá. Hàng sale 59 thì nó rẻ quá rồi. Nó bán tặng luôn cho dẻ mình mã này. Chốt mã này là mã 49. 49 size 62 đổ về. 3D là hết sạch xanh xanh. 3D là hết sạch xanh xanh luôn ấy. 39k nốt, chị nào lấy mã 39 lên mã 39 luôn dùng nguyên. 39 cái màu này nguyên còn con. Đây luôn dùng mã áo thun 39 luôn. Phong này phong bự này. Con này phong bự này. Phong này dành cho chị em mình. Thun lạnh là gì ta? Thun lạnh là gì đây? Chân váy Nguyên đang mang hết rồi chị ơi. 49 là cái gì? Hồi nãy muốn bỏ xuống gì? 49 à, đấy, đấy, 49, 49 ta. Lê Nguyễn 49 ta. Rồi lên luôn dùng mã số 1 luôn dùng nguyên 39. Số 1 39k luôn dùng nguyên. Chị nào lấy mã số 1 39 lên mã số 1 39k luôn dùng nguyên nha. Thun lạnh 39 là cái gì ta? Áo áo nắng à hay là cái gì? Áo nắng hay là cái gì? Trời ơi, 39.000 con à. Chị nào lấy tranh thủ lên nhanh tay, cái này là có thứ cò con thôi. Cái này cũng cò con. Đây luôn dùng mã gấu nu 39. Số 1 39k luôn dùng nguyên nha. Trời ơi. Số 1 39 cái này số 1 à. 39k. Chi quế. Bộ bé cho chị Hiền Hải Nguyễn. Hiền Hải Nguyễn. Rồi lên luôn dùng mã gấu nu. À, gấu nu. Gấu nu 39. Gấu nu 39, đúng là bộ đó 39. Gấu nu 39k luôn dùng nguyên. Những con này lên form rất là đẹp, để con thử cho trẻ mình một con. Thử cho trẻ mình một bộ nha. Chị nào lấy mã gấu này đúng có con này không thử nè. Rồi lên luôn dưỡng mã này. Sẽ mang trẻ mình màu đỏ cho trẻ mình coi. Mang thử cho trẻ mình form một, à, một con màu đỏ cho trẻ mình coi nha. Gấu nâu cho chị Huyền Nguyễn. Bò cam được 2 39k. Bò cam được 2 39k. Chốt lên mã này là mã bò cam luôn dùng nguyên nhé. Chị nào lấy bò cam lên mã bò cam. Toàn bộ form này chị em mình lấy 65kg vẫn mang ok luôn. Chị em mình nhìn từ túi tiếp này là chị em mình biết hàng xịn hay là không. Có bộ bán 60 em không chị ơi? Không có 60kg. Có bộ này 60kg. 60kg chuyển qua hàng người lớn rồi. Rồi lên luôn những mã bò cam được 2 con. 39.000 bò cam nha. Chị nào lấy bò cam 39 chốt lên luôn dùng nguyên. Đúng chuẩn luôn chị em mình. Đó là giá bán tặng rồi đấy. Bộ này còn bộ. Tâm em mã này. Chốt lên luôn dùng nguyên cái này. Chốt được bộ để bữa giờ. Bộ này là bộ lụa siêu nhẹ. Ok nào bộ hình không có. Áo xanh nớ cổ trụ V không lấy nha. Là sao? Nào bộ hình là sao? Hồi nãy chốt cái gì? Không có đúng không? Xe 55 đổ về. Lụa siêu nhẹ luôn dùng nguyên này trẻ mình chắc. Tặng 50 luôn. Tặng 50 luôn nha. Chị nào lấy cái này okay, lên cho tay nha. Lụa siêu nhẹ nha. Chưa bao giờ có cái giá này luôn. Đảm bảo một điều ấy. Xe 55 đổ về. Đây luôn dùng mã siêu nhẹ 50. Chị nào lấy mã siêu nhẹ 50 chút lên luôn dùng nha. Chuẩn là giá bán tặng. Siêu nhẹ 50. Quần này là quần mì à. Bộ vàng cho Thí Anh 50. Rồi lên luôn dùng mã tặng ngố luôn dùng nha. Tặng ngố xe 52 đổ về. 52, 55 đổ về. Mang ok con này. Chốt mã này là mã tặng ngố 35 luôn. Còn thấy cái này là rồi nha. Mì hàng nhá. Phải cực kỳ giả nhưng mà bán cho chị em mình giá này thì là ngang bằng chị em mình đi mua thun cốt tông. Thật sự luôn, ngang bằng chị em mình mua thun cốt tông luôn. Mì hàng luôn dùng tặng 35. Một con quần ngố nhá, size này chị em mình 55 đổ về là mang ok ấy, size M. Nha, lên luôn dùng mã 35, con nó size 35. 35 cho Thí Anh. 35k nó. Đây là chị em mình. Rồi lên luôn dùng mã này là mã quần quần dài. Chốt mã này là mã 50 luôn dùng nguyên. Dài 50, size 52 đổ về. Đồ siêu nhẹ em hết rồi chị ơi. Con bộ là mì hàng hết. Nha, 50 siêu nhẹ em hết rồi. Chốt mã dài 50.
vô mùa là giờ chuẩn bị đi tìm nhập những con này không có hàng, tại vì còn sót được cái thôi. Là bán giá này là vừa bán và vừa tặng. Vừa bán và vừa tặng. Dài nhá, chúc mọi dài 50. Hàng vô mùa đi sỉ bỏ lại sỉ 2-300 cái là giá 68.000 rồi. Hết ngố rồi nha. Giá 68.000 giờ bán như vậy mình bán tặng 50.000. Rồi lên đường dưỡng mà dài 50 nè. Dài 50 một con nè. Con này size 57. Size 57 kg, size L. 50k luôn, Nguyên nói là nhận hàng những con này về phê. Vừa rẻ, vừa đẹp. Vừa rẻ và vừa đẹp. Đấy. Mấy con này là size nhỏ nhỏ nè. Dài 50 cho vỏ thắm. Mấy cái này là size nhỏ nè. Em nói thật sự luôn, vô mùa là đi sỉ nhà em đi về 200 cái. Nhập 200 cái. Tại vì mỗi khi là bán sỉ người ta bán chợ bán đồ ấy. Cái này 60 à? 50 thôi. Thì đó là 68.000. Sao là mã gì? Y nhau. Con này lên luôn dụng mã tặng led ghi. Ta chị em mình nằm dưới 50 nhé. Trước mã 35 phải đẹp, đẹp đẹp luôn. Rồi lên luôn dụng mã này. 35k. Càng ôm mì nhưng mà mì ôm ấy giống như là mang quần led ghi về chị em mình về cắt túi này. Lên luôn dụng mã 35. 35 dùng nguyên nhé, tay nhỏ. Đuổi đùi em đang không nhé. Chốt mã 35, 35 được 2 con, tay nhỏ chị em mình ơi. Tay chị em mình dưới 50 thôi nha. Tay dưới 50 thôi. Hết rồi nha. Đây chốt lên luôn dùng nguyên cái này. Tay dưới 50 chốt mã 35. 35 cho tiết mùa đông. 35 nhá, 35 cho chị Nguyễn Huyền. Nó quá sức rẻ luôn. Đấy, vừa bán và vừa tặng, chuẩn giá này là vừa bán vừa tặng. Đây luôn dùng mã này là mã quần sung. 35 cho Nguyễn Huyền. Quần sung, tay chị em mình là tay dưới 55. Quần sung này hạn chạy 89 nè. Quần lên đi chạy mình 60 sung. 60 XL nhưng mà chút 55. Quần sung này phải dễ mình mua đi. Ở ngoài có chỗ người ta bán 125.000 là. Có chỗ người ta bán tới 125.000. Quần bán 89. Cái này lên luôn cho dễ mình là mã 60 sung. XL chút 55 nhá. Comment luôn dùng nguyên mã quần sung luôn dùng nguyên. Bán tặng 60 nha, chị nào lấy tặng sung 60. Chút mã tặng sung 60 luôn dùng nguyên. Rồi lên luôn dùng nguyên con này. Cái này áo ơi. Ôi trời ơi. Đẹp chưa, cái này xe bự. Sai trẻ mình đi 60 vẫn mang được. Cái này lên luôn dưỡng mã này là mã bán tặng luôn. Dạng quần sung ấy. Dạng quần sung, cái này chị nào bụng to bụng bự mang cũng ok. Chốt mã tặng quần sung. Comment nè, mã này là mã 10. Sung 60 cho... Sung 60 cho chị Nơi Bình Yên. Nơi Bình Yên. Ở dưới rồi. Tặng 10. Nơi Bình Yên này khách quen hay sao ta? Nhưng mà không có hình đại diện. Không có hình đại diện. Chốt mã tặng 10. Cái này trẻ mình về rộng xíu bóp lại mang cũng ok. Nha, kéo của nó kéo trước nè. Kéo trước nè, tặng 10. Xây 60 nhá. Xây 60. Tặng 10, toàn bộ là mùi mì hàng hết. Toàn bộ là mì hàng hết nhá. 10. Rồi. Tặng 10k luôn, nhưng mà chị nào đã đang có đơn đã chốt chị không có đơn thôi. Nó công trải là nó mệt lắm luôn. Tặng 10 nhá. Rồi lên luôn những này. Con này con quần ngố size 52. Quần ngố size 52 nhá. Ngố size 52 hàng 68 này. Lên luôn cho trẻ mình mã này là mã 50. Ngố mì hàng luôn. Ngố mì hàng nhá. Chốt mã 50 luôn dùng nguyên. Chị nào lấy mã này là ngố mì hàng lên mã 50. Mã 50 nhá. Rồi còn 3 con này, size trẻ mình 52 quay đầu. Lên mã hoa cúc. Lên viên hoa cúc và cũng là mì hàng. Cũng là mì hàng. 10 cho viên ngô. Cũng là ô mì hàng luôn dùng nguyên này. Được chưa? Lên bán tặng luôn cho chị em mình cái này. Trời ơi ơi. 50k gọn đi. Mì hoa cúc. Chốt lên mã mì hoa cúc xe 52 đổ về XL. Nhưng mà chốt tầm 52 đổ về thôi. Nha. Còn bộ hoa cúc theo được 3 con. Thấy chốt 10 mã này nha. Là mã 50. Comment mã cúc 50 luôn dùng cái nó đổ bộ. Cúc 50. Để cho nhím luôn. Cúc 50 nha. Trời ơi. Cực kỳ rẻ, cúc này là cúc theo. Được 3 con. Cúc cho Thương Quỳnh. Được 3 con thôi. Nha, chị nào lấy cúc lên cúc luôn dùng nguyên. Toàn bộ là ô mì hàng hết. Chị em mình cứ nghe nguyên hàng ô mì hàng người ta bán ra lên luôn chị em mình giá rất là cao. Cúc cho Nguyễn Huyền. Chị Nguyễn Huyền còn một con. Còn một con. Mã này mã 50 ngố nè. Chị nào lấy 50 ngố chút 50 ngố luôn dùng nguyên. Nha, lên luôn dùng mã cúc 50 luôn dùng nguyên. 50 ngố luôn nè. Lên luôn dùng mã tặng kim sa 39k. Chị cho Hạ Nguyên đi. Kim sa 39, phô là trẻ mình đến 65. Kim sa đỏ 39, cái này là cốt tông tàu này. Con này cốt tông tàu tặng 39 dùng nguyên nhé. Tặng 39 kim sa. Áo thun thái. Nên luôn dùng mã thun thái 40.
Thái xanh 40k luôn. Kim Ngọc Hoàng không chia sẻ. Không chia sẻ bỏ qua như vậy mà nó. Chị nào không chia sẻ những cái mã gì em xả. Thật sự cái này lỗ cực kỳ lỗ. Quần dài nãy giờ em lên nhiều mà. Kiều Trinh hoa cúc 50. Ok. Chị em mình chốt ở chuẩn nha, chứ còn không mất công hàng đã xả lỗ rồi đấy. Các cái đã chốt, đừng có chốt xong cái chốt tới chốt lui xả tới xả lui rất là mệt. Đấy, nha. Tốt. Rồi đây luôn dưỡng mã tặng kim sa 39.000 luôn dùng nguyên. Thái xanh tặng 40 luôn. Thái xanh tặng 40, còn cái này lên bán tặng em 39.000 luôn. Con này 69.000, nó giống giống con váy Nguyên Đan Ma, không phải. CS. Hai chị em mình cỡ tặng người như là chị em mình chút đẹp. Nha, lên luôn dùng ở chăn váy vàng 69. Đẹp chưa? Chăn váy vàng 69 toàn bộ là hàng Quảng Châu nhá. Chăn váy vàng 69. Hoa cúc hết rồi nha. 69 em hết hoa cúc, nhưng mà chị chốt cho những chị nào có logo người chia sẻ thôi. Thái xanh, thái xanh cho chị Nguyễn Huyền. Chị Kim Ngọc Hoàng không chia sẻ, không chốt được chị nha. Không chia sẻ, không chốt được. Rồi lên luôn dưỡng mã trứng vàng. Chân váy cho Trương Quỳnh Văn. Trương Quỳnh Anh. À, Trương Quỳnh Anh. Nhiều. À, 69.000. Lên mã trứng vàng 45. Ok, trứng vàng 45. Thay chị em mình đi 62 vẫn mang ok. Trứng vàng 45. Comment lên mã này là mã tặng trứng vàng 45k luôn dùng nguyên nhé. Thái xanh thấy rồi nha. Thái xanh. Tặng trứng vàng. Đỏ rồi, đỏ 39 cho Hà Đỗ rồi. Đỏ Hà Đỗ nè. Ok nè. Đỏ 39 cho Hà Đỗ. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này, tặng 60 luôn. 60, 69 chứ. Trứng vàng cho Nhung Lâm. Áo thun chút đi. Nhung Lâm. Hàng nó hàng bán 49k xong sale 45k nó. 45k nó. Size này là size dành cho chị em mình 60 đổ về, có lộn. 50 đổ về, chốt mã 26. Chốt mã 26 luôn dùng nguyên tặng 60k luôn. Tặng 60. Đây luôn dùng mã người vàng 45k luôn dùng nguyên nhé. Đi nhanh đẩy nhanh như chị em mình đó. Người vàng. Chốt lên mã người vàng. Comment lên mã người vàng 45k luôn dùng nguyên. Người vàng 45 nhá, chia sẻ bàn tay dùng nguyên nha chị em mình ơi. Quần 60 cho Xuyến Chi. Thì Xuyến Chi có đơn đi chưa? Ở đây nè, hiện có mười mấy người coi like. Hồi sớm chưa? Đây này nó hiện có mười mấy người coi like nãy kìa. Rồi lên luôn dưỡng này. 45k người vàng, cái nào thun thái dùng nguyên nhá. Thun thái, thun thái, thun thái. Thun thái 45. Rồi. Rồi lên luôn dưỡng mã tặng ngố. Ui trời ơi, hàng 95 nè. Hàng 95 con này giảm nhiều lắm. Giảm rất nhẹ này. Sai chị em mình đến 55 vẫn mang được. Size L. À, đến 12 tuổi, từ sơ sinh đến 12 tuổi đều có size hết chị. Đều có size hết trong sách tắc nữa Huyền. Trong sách tắc nữa Huyền. Nên luôn dưỡng mã này là mã 69k luôn dùng nguyên. 69k luôn dùng nguyên nhá. Size L mà chú chị em mình tầm 55 đổ về thôi. Nha, siêu đẹp. Hàng này là hàng nguyên size 95. 26. Size 26, quần riêng size 26. Ở thấy dưới đâu anh? Thấy rồi, chốt rồi hả? 69.000 luôn dùng nguyên nhá. Cái này xuân 60 đó bạn. Quần 60 đó bạn. Quần 60 đó. 69k, hàng này nguyên sale 95k. Lên tặng nó luôn cho trẻ mà là 69k luôn dùng nguyên nhá. Rồi lên luôn dùng mã này. Comment mã Gucci. Mã trắng luôn dùng. Trắng 39. Comment lên mã trắng 39 dùng nguyên nha. Trắng 39, sai trẻ mà lên 65 bạn mau ok. Trắng 39k. Tiêu rẻ hồi nãy giờ được mới có bao ạ. Em mới hết cò bao đó. Trắng 39k. Trời ơi. Quá đại đây chị ơi, tắt đây chị em mình nè. Có cả trai cả gái, toàn bộ hàng này hàng xịn hết. Toàn bộ hàng xịn, có cả sơ sinh nhá. Sơ sinh là nguyên một set 5 ấy, là một đeo luôn cho chị em mình là 39.000 năm con. Trắng 39 cho Lê Nguyễn Hiền thôi. 39.000 năm con, còn chị em mình đi mua tắt cho bé mà từ 1 đến 12 tuổi. Như thế này. Dòng này. Hết trắng rồi. Dòng nha. Này. Coi trắng trắng cu xì nó còn không, cho bỏ cho chị Tigon cái gì. 39.000. 69.000 một set, trẻ mình chỉ cần lên luôn dùng nguyên trai hoặc gái, kèm luôn dùng nguyên cái số tuổi nha. Trai hoặc gái kèm luôn dùng nguyên số tuổi. 69.000 nhưng mà là hàng 10 đôi. Hẳn 10 đôi nhá. Được chưa? Mua nó thật sự là không ai rẻ hơn. Bình thường đợt trước đi nhập sĩ không ấy, năm vừa rồi vô mùa ấy, trẻ mình biết. Set 5 đôi mà 85.000, nhiều khi là khách hỏi lấy về chứ đâu có dám đang bán đâu. Vì nó quá là đắt đi. 5 đôi mà hẳn 85.000.
Đây, cái này đây luôn cho trẻ mình hẳn 10 đôi và 69.000 10 đôi. Được chưa? Có cả trai cả gái, trẻ mình chỉ cần lên một là trai hay là gái. À, từ từ trẻ em cứ lên số ký cho em là được. À quên, lên cái tuổi cho em là được. Cái này nó chốt theo tuổi hết rồi. Cứ từ 1 tới 12 tuổi là có sai. 39.000. Từ 1, tắc sơ sinh là trai hoặc gái. Thì bóc trong nguyên sách tắc sơ sinh ấy, trai gái riêng. À, chị ơi đừng có ghi lên số ký đi, lên cho em cái tuổi đi. Riêng cái này lên cái tuổi cho em đi, sơ sinh cho chị Thúy Anh. Nhưng mà lên sơ sinh trai hoặc sơ sinh gái nhá. Còn cái này chị em mình toàn bộ là chị em mình ghi cho nguyên cái tuổi. Ok chị Thanh Nguyễn, 8 tuổi, trai hoặc gái kèm luôn, dùng nguyên tuổi luôn, dùng nguyên nhá. Rất là đẹp luôn chị em mình. Có người lớn có tắt gấu, chứ nó lên bán tặng nhé. Hôm nay cuối cùng sẽ bán tặng tắt gấu chị em mình luôn. Sơ sinh trai, đây nè, sơ sinh trai thì thế này, sơ sinh gái là màu hồng. Nha, lên luôn dùng nguyên, nhớ luôn dùng nguyên trai hoặc gái, kèm luôn dùng nguyên số tuổi. Chị em mình tranh thủ mua đi, đợt này cũng chạy luôn cho em quần chip nè. Quần chip áo ngực tắt bao rẻ luôn. Đây là sơ sinh nè, sơ sinh này cũng có sơ sinh mới sinh với tầm khoảng dưới 12 tuổi, à quên 12 tháng. Nó có sẽ cũng có sẽ S với M. Nha, đây nè chị em mình sơ sinh trai này. Rồi sơ sinh gái là màu hồng. Dạ, lên cho em cái này là em bóc sau nha. Trai hoặc gái kèm luôn dùng nguyên cái tuổi. 69k một set 10. Hôm bữa khách hỏi nguyên báo giá 69.000. Bộ trai vậy không? Hỏi 69.000 là hỏi là 5 đôi hà. Nhưng không, nguyên bán 6 đôi nhé. À quên 10 đôi nhé. Hẳn 10 đôi dùng nguyên nha. Nên không mua rất là phí. Em nói thật sự luôn, không mua rất là phí. Hàng này chị em mình đi vô nhìn những cái mã hàng này, người ta treo lên shop ấy. Người ta treo shop, người ta bán như vậy mình mười mấy nghìn một đôi. Mười mấy nghìn một đôi. Được chưa? Đấy, vặn lên cho em là 69.000. Không, cái này em chưa về chống trượt. Chưa về chống trượt. Nha, chị nào chưa có lên luôn dùng nguyên nhé. 39k cho sơ sinh 5 đôi. 69k cho từ 1 tới 12 tuổi là 10 đôi, xếp 10 đôi. Rồi nhá, chị nào chưa có cái này thì lên. Được chưa? Chưa có cái xếp tắt thì lên. Rồi lên tiếp luôn dùng nguyên mã này là mã tặng 39 trắng luôn dùng nguyên, có được ít con. Còn được ít con, mã này cũng được ít. Tặng 39k trắng luôn dùng nguyên nè. Tặng 39k luôn dùng nguyên nhá. Trời ơi. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Ok chị Phan Thị Vi. Sơ sinh trai. Đây, con này dành cho trẻ mình đến 65 vẫn mang ok nhé. 65 vẫn mang ok để chuyển qua cho trẻ mình con áo. Không bán gì em 39.000. Chờ một xíu xíu cho trẻ mình thôi. 39.000 trắng. Lên luôn dùng em mạng này. Hồi xấu chị mới ăn cái hàng rồi đó. Cái trắng. Thứ bảy hôm nay cũng nghỉ à? Bụng bụng hàng nữa. Cái hồi nãy mình thấy cái nhật chứ. Không đi lấy hàng, đẩy đơn tưởng quá chừng không lấy hàng tiếp được. Ha, cái áo với cái quần là bữa trừ, nhắm xe cái quần thì sợ bữa nắng trời ra cái áo. Thúc mở cái quần đi chị. Rồi lên con áo Hương đang mang. Ok chị nha. Phone của nó nè. Trẻ mình lấy 60, trẻ mình vẫn mang ok luôn. 60 vẫn mang ok, toàn bộ túi chiếc như này. Đây luôn dùng mã tặng trắng. 39k luôn dùng nguyên nhá. Trong đơn trẻ mình có hai con áo túi chiếc nè. Lên luôn trẻ mình là 70k. Ok, tắt gấu cho em xíu. Được chưa? Lên luôn dùng mã này, mã tặng trắng luôn dùng nguyên. 39k con, mua từ hai con còn 70k hai con nốt luôn. Đấy, bao rẻ luôn trẻ mình ơi. Chia sẻ lên luôn dùng em đi trẻ mình ơi. Cuối cùng mà view làng xe hề. Thế, thế à. Tặng cán su su. Chia sẻ thêm lên nhóm. Cái này đứng xuống cầm. Dịch xuống đây. Su su. Su su đi đơn hôm bữa đi chưa ấy. Ok, su là cô Lan Nguyễn có rồi nha. Cho chị Nguyễn Thị Tuyết. Ok chị Nguyễn Thị Tuyết, đây là phone Nguyên đang mang. Size này chị em mình đến 65, chị em mình vẫn mau ok. Mà nó thật sự giá 39.000. Cái gấu đen này còn được một con cuối cùng. Đây luôn giữ mã tặng gấu đen hoặc là mã chữ trắng. Cho chị Hiền Phương.
Hiền Phương. Cho chị Hiền Phương. Rồi lên luôn dưỡng mã này. Comment luôn dưỡng mã tặng gấu đen. Hai trắng cho chị Nhung Hà. Nó quá là rẻ, nó thật sự luôn rồi chị em mình tranh thủ. Cho chị Nhung Hà. Rồi lên luôn dưỡng mã gấu. Gấu đen là đúng một con thôi. Một áo cho chị Hoàng Vy, áo trắng đúng không? Cho chị Hoàng Vy. Hoàng Vy. Rồi lên luôn dưỡng mã gấu đen một con. Cuối cùng. Chúc lên luôn dưỡng mã tặng gấu đen nhé. Gấu đen, chị Nguyễn Hiền Lương. Thêm một con à. Đây. Nguyễn Hiền Lương. Nguyễn Hiền Lương chia sẻ với luôn dùng Hồng Vy à. Gấu đen nè. Hiền Lương Nguyễn chứ không phải là Nguyễn Hiền Lương nhưng mà không chia sẻ. Hỏi cho chị Nguyễn Thị Bích Thiệt. Nguyễn Thị Bích Thiệt. Rồi còn con. Còn một con chữ trắng, chị nào còn chữ, lấy chữ trắng bóc nót chữ trắng luôn dùng nguyên con cuối cùng. Cái mã áo này mình còn cái màu sắc chưa? Còn một con chữ trắng nữa thôi. Bắt gấu thì hình đêm đây. Đây lên lưu dụng này. Lên luôn dùng nguyên cái này bán tặng trên live luôn. Comment mã này là mã tặng gấu luôn dùng nguyên đi. Cứ lên mã gấu luôn dùng nguyên là được. 10 đô và toàn bộ là hàng chạy của chàng tàu nhá. Chạy hàng tàu không phải là hàng may lại nha. Nhớ luôn dùng nguyên chắc của nó là dài dặn. Gấu đen hết rồi. Chốt cho chị nào chia sẻ thôi những cái mã này bán tặng mà. Rồi lên luôn những mã này mã tặng. Tắt đây. Chốt lên luôn dùng nguyên mã này bán tặng trên live nhá. Đi luôn cho chị em mình 70k 2 set luôn. Chị em mua một set là 39.000. Một set là 39.000 10 đôi nhá. Cái này ví dụ như về lấy mấy cái đôi mà màu tươi này mình mang. Người lớn. Chị nhắn tin để tắt bé chưa Nguyên? Còn hàng tắt em chạy nhiều mà nên là để đem phép sau. Đây cái này ví dụ như chị em mình cho con trai lớn mang những cái màu tối như này được nè. Đấy và mình mang những cái màu này, cái này lớn bé gì mang cũng được hết. Và bán tặng luôn cho chị em mình luôn 70k. Bộ hồng lại nào. Này à, từ từ cho 70k 2 set luôn. Chị nào mua một set là 39k set được chưa? Mà để ý luôn dùng nguyên là nguyên chạy hàng tàu. Hàng không phải là hàng may lại nhá. Lưu ý luôn dùng nguyên nhá. Một set 10 đôi 39.000 set, chị em mình mua 2 set 70.000 2 set luôn. Cho nó gọn được chưa? Bán combo luôn cho nó nhanh. Đấy, bán tặng luôn cho chị em mình 35 một set khi mua từ 2 set, còn chị em mình mua một set là 39 nhá. Lên luôn dưỡng mã này là mã tắt gấu, mua 1 thì ghi 1, 2 thì ghi 2. Được cái chị Trang Phan ơi, có đấy, được. Đây bộ thun thái. Bộ thun thái đây, cái này hôm bữa lạc áo lạc quần bữa giờ mới gặp lại này. À, 2 set tắt nam 10 đến 12 tuổi. Mã 69 hồi nãy, mã 69 hồi nãy. Hai gói cho chị Hiền Phương. Hai gói chị Hiền Phương. Cái này hàng nguyên bán bao nhiêu tiền? Một gói cho chị Mai Thị. Chị em mình ghi mã gói 1 hoặc 2 là chốt cho nó khỏe, 1 hoặc 2. Đây chốt rồi đây. Tắt đó. Lên tắt đi. Lên like tắt rồi chứ còn cái gì nữa trời. Lên luôn dưỡng mã này. Bộ này hôm bữa sale bao nhiêu tiền thì nè? 79 hay 89 nè? 79 đúng không? À, 85 sau, xe 79. Rồi cái này còn sót bộ cuối cùng. Mừng ngày nó gặp lại nè. Cái áo gặp cái quần nè. Có người lớn là nào? Người lớn cái nào nữa? Một gấu cho chị Minh Tâm, một gấu cho chị Hương Nguyễn. Rồi lên luôn dưỡng mã bộ. Tay này 62 vẫn mau ok. Chúc lên luôn dưỡng mã này là mã tặng 65k luôn dùng nguyên. 65k. Bộ này quá đẹp luôn. Bộ này là hàng thương thái. Lên luôn dưỡng mã này là mã Thái Hồng đi. Thái Hồng 65. Xách gói chị Nguyễn Thị Thu. Quần lót mình còn chip mình còn lót xu thôi đúng không? Đọc cái gì đây? Đọc tin nhắn hay đọc cái gì đây? Gói 65. Ai bộ gói 65? Nhung Lâm. Gói 65. Cái gì mà nó nổi danh cũng không thấy. Đọc tin nhắn này hay là đọc cái gì? Đọc tin nhắn. Em nói thật sự sáng gì em chưa đọc tin nhắn của khách được. Ok chị mai nhà em chốt đơn luôn thì ngày nay bưu tá nó không đi lấy đơn nè, thôi em chỉ chốt đơn rồi sáng thì dọn kho, dọn hàng lẻ ra để sale, dọn hàng lẻ ra để sale nè. Set chip nó mình còn chip xu à, chip nó còn 73 còn được máy set được kìa, bán tặng 73.000 được máy set kìa. Đó chị Trần Đức, đó cho chị ok chị Hiền Phương. Thấy Hồng Nguyên hết, thấy Hồng Nguyên hết nhá. Bộ 65 có sót được đúng toàn bộ thôi chứ mấy. Sót được đúng có bộ thôi chứ mấy. Ok, cái cọc áo hồi nãy bán tặng 39 thì bỏ ra màu gì đâu. Đây. Cái này còn từng này cái hả?
chốt rồi nha, có người chốt rồi. Rồi lên luôn dưỡng mã tặng 39 hồng luôn dưỡng nguyên. Trời ơi, xong rồi. Tặng 39 hồng. Rồi nha. Cái cặp xôn cho. Đang mượn thêm cái cặp nè. Cái cặp này. Tóc cũng chỉ ra nè. Mua vài cái cặp. Bước lên. Bước lên. Giờ kịp hạ đi nó không quen. Rồi ok. Như phải mắc gì phải cặp. Thì cắt đầu đinh luôn. Ok chị ơi. Trời ơi ơi. Con nói là con này mà mua 39.000 nó rẻ hết sức rẻ luôn. Rồi lên luôn những mã 39.000 hồng luôn dùng nguyên toàn bộ hàng túi tiếp nè. Cứ hai con bên nhà nguyên trong đơn hai con hàng túi tiếp lên luôn chị em mình là 70.000. Hai con. Chạy chị em mình chỉ có 35.000 một con mà không phát được nữa thì phí lắm luôn. Nha, lên luôn dùng nguyên mã này. Chúc lên luôn dùng mã chữ hồng luôn dùng nguyên. Trời ơi. Nó rẻ hết sức, có từng này cái thôi. Hiền Lương Nguyễn nè, Thảo Nguyễn nè. Thảo Nguyễn nè, rồi ai lấy hồng lên hồng luôn dùng đi. Là siêu rẻ rồi đúng không? Con này gọi là siêu rẻ rồi đúng không? 39.000 con. Hồng cho su su. Hồng cho su su cho chi quế. Su su nhiều su su cũng dễ lộn. Su su nè, chi quế nè. 39 cứ trong đơn mà hai con túi giết. Thì bây giờ mình sẽ tính cho dạy mình là 70.000 hai con. Nó rất là rẻ luôn. Đấy, thì cha chị nào lấy mã này lên xô mã chữ hồng. Chữ hồng, chữ vàng này có đúng một con. Hàng này là hàng 53 nè. Bỏ chung vô bán tặng luôn dễ mình 39.000 luôn. Con này là con hàng 53. Đây luôn dưỡng mã chữ vàng. Chữ vàng này là hàng trắng gương. Hàng này hàng xe 53 nè. Hồng cho chị Nali hai cái nè. Nali khách cũ hay mới ta? Mới nè. Cũ à? Từ từ chi quế. Chị quế là bạn. À ok Tigon. Hay là em Quỳnh à? Em Quỳnh, chắc em Quỳnh. Chữ vàng cho chị Nguyễn Hiền Đương. Quế em Quỳnh à? Phải không? Không có, chị không có thấy được cái hình đại diện. Cứ kêu chị ra cho nó lịch sự. Chắc là em Quỳnh á. Trắng à? Có trắng Huyền? Đây chip này Nguyên còn được máy xét thôi. Máy xét thôi và size chị em này 60 vẫn mang ok. À ngăn à, ok em ngăn hà. À trắng cũng xì đây. Toàn này bao nhiêu đây? 39k luôn. Ai trắng còn à? À rồi chị biết rồi. Rồi lên luôn dùng cái này. Trời ơi. Hết vàng rồi nha. Chữ vàng hết rồi. Chữ vàng đó là hàng quân sale 53 lên bóc. Bỏ chung hết luôn, bán tặng luôn cho em là 39.000. Rồi lên luôn dùng mã này là mã con từ trắng này. À, thỏ trắng cũng được. 39.000. Thỏ trắng nha, trắng cho Thoa Nguyễn. Thoa Nguyễn nè. Trắng cho Thoa Nguyễn nó là riêng mà thu này mà bán tặng cho em là 39.000 nó quá ư là rẻ. Ai lấy trắng? Comment trắng luôn dùng nguyên. Trắng cho chị Hiền Lương Nguyễn. Trắng cho chị Hiền Lương Nguyễn. Cái này còn được vài set này. Cái này cũng chốt cho chị nào có logo người chia sẻ nha. Cái này chốt cho chị nào có logo người chia sẻ nha. Hàng này hàng hàng su, cái này mid range ở trên này. Cái này nếu như mà là rẻ rẻ thì chị em mình mua người ta bán chị em mình tầm 15 đến 18 nghìn một con á, chị em mình mua lại ra. 15 đến 18 nghìn một con. Cái này là một set 10. Thông tin đi nha. Lấy thông tin cho em nhá. Một set tắc 7 tuổi. Gái ok chị Lê Thị Phương Thanh. Bán tặng luôn cho chị em mình 73.000 hẳn 10 con. Cái này được 10 set không nhỉ? Cứ ra rất dọn ra cái rồi vô ra vài set nó ở tầm lum luôn. Tặng 73.000 hẳn 10 con. Được chưa? Thỏ trắng như Trần Đức. Đấy, nó có lặc màu cho chị em mình không? 73.000 thì không ai bán được luôn, đảm bảo một điều. Người ta bán rẻ nhất người ta không bán gì em mình được 100.000. Đấy, rẻ nếu như bán combo người ta không bán gì em mình được 100.000. Mà lên chị em mình 73.000. Xài 60 cho em vẫn mang ok nhá. Lên luôn dưỡng mã này là mã 73 là được rồi. Chốt mã 73. Chị Thoa Nguyễn lên cho em cả số điện thoại nhá. Lên cho em cả số điện thoại cho Quý Đặng 73. Quý Đặng 73. Cái này có vài set. Cái chị lùng lên. Ờ, có vài set. Chưa tới 10 set đâu. Trắng cho chị Trần Văn với chị Nali. À, áo lót lông à. Em chưa phân. Để xíu nó phân ra. Thỏ trắng cho Nguyễn Thị Tuyết. Thấy chưa?
Chip chị chốt cho chị nào chia sẻ thôi, chứ cho chị Phan chị Vy, tại vì em bán tặng mà, cho chị Quế một set. Cái này vì là bán tặng nên là chị chốt cho ai có logo thì chia sẻ cho em. Sáng này Trần Đức, cho Trần Đức, Trần Đức một set, Trần Đức đây này, một set này. Họ trắng hết rồi hề, họ trắng hết rồi trẻ mình ơi. 73.000 thì Diệu Nguyễn không chia sẻ, chị chốt cho chị nào chia sẻ thôi nha, nó quá là rẻ. Chị Ngọc Nguyễn không chia sẻ, trời ơi bán giá này mà còn không chia sẻ thì chịu. Có chị ơi, chị nào có logo người chia sẻ chốt đấy. À, kéo cái chân của cái nó ra để ngã gì. Chị Hiền Đỗ không chia sẻ, Phát Long từ từ chờ chứ. À, chiếc cho chị Thông Điệp vàng, nó quá là rẻ đây trẻ mà nơi, nên là tranh thủ mà chút. Chị Trần Thị Hằng bo luôn thêm 1.000 nữa kìa. Em bán 73.000. 73.000 set 10. 73.000 set 10. Chiếc nguyên bán nữa chợ Bắc Mỹ An bán 20k cái, set bớt 5.000. Thường mà em đi mua đồng gốc, mua cả chục cái người ta không bớt đồng nào hết. Khi ra chợ người ta không bớt đồng nào hết. À từ từ, áo thun đen còn chị ạ. Đi tầm khoảng bữa nay thiển hơi lâu, tầm khoảng 3 ngày. Một khi á, nếu như không dịch là chiều nay đi người ta lấy đơn là ngày mai mình đã nhận được hàng rồi. Còn chiếc không? Hết rồi. Hết rồi phải Nguyên. Hết chip nó rồi phải Nguyên ơi. Thế? Hả? Hết chip nó rồi đúng không? Chắc kia. Đó kìa, đó kìa một lố nữa kìa. Dưới cái áo thun bé kìa. Đó. Rồi ok nhá, qua nha. Cái nhóm không hiện người chia sẻ đó chị ơi. Chị chia sẻ trên nhóm là không hiện người chia sẻ. Vì giá thật sự là giá em bán tặng, nên là để dành tặng cho những chị nào gọi là nhiệt tình với mình ấy. Nhiệt tình với mình, chia sẻ cho mình. Bán lỗ bán tặng mà. Cho chị Hiền Đỗ chia sẻ rồi kìa. Hiền Đỗ chia sẻ rồi kìa. Hiền Đỗ chia sẻ cái nó phân màu phân size ra tí xíu hơn lên luôn. Rồi ok, đây áo thun hồi nãy chị nào hỏi cho ai à? Cho hồi nãy ai à? Bảo Nhi hai con đúng không? Cho chị Hiền Đỗ rồi. Bảo Nhi hai con size L đúng không? Cái này size M không chịu ơi. Size M không? Nói thật sự là cái này size M nhưng mà 62kg vẫn mang ok. Vì form này nó bự, size M này. Không chọn màu nhá, tặng nốt luôn cho chị em mình luôn. Không chọn màu nha chị em mình, nói size M này. Rồi từ này con size M. Tặng nốt, cái gì còn ít là nguyên bán tặng hết. Size M. Cái nào thu lạnh hàng này hàng thông hơi. Này chị em mình nhìn thấy chưa? Hàng này là hàng thông hơi. Hàng này các shop đồ nam ấy. Ok. Ok. Nha, lên luôn dùng nguyên cái này. Bán tặng luôn cho chị em mình. Ôi còn cái size L nè, còn cái size L vàng bao nhiêu tối bao nhiêu người hỏi này. Nguyên lên luôn cho chị em mình cái này, lắc lông xịn xíu nó nguyên lên nhá. 25k tặng nó luôn. Giá này giá trên like nhá. Em chốt được lúc nãy rồi ok. Nha, lên luôn như này, hai cái size M cho sang sang. Hai cái size M bắt hai chữ khác nhau này. M này. Đây này, size sang sang. Nè, 25.000 con nó. Chị em mình đi vào các shop đồ nam như trên Shopee là Nguyễn Thái nó bán 120.000 con. Hôm vừa có chụp lại đấy. Nó bán 120.000 hàng thông hơi này nè. Nguyên bán tặng cho chị em mình 25.000, nó giảm nhiều như chị em mình đâu. Này chị em mình nhìn. Riêng cái size M nhưng mà chị nam 62kg như chồng Nguyên mang vẫn ok. Đấy, form người ta làm form ba lỗ này nó rộng. 25k con luôn. Nha, Nguyên còn size M và size L. Size L thì đến 65kg, size M chị, cho các anh nam nào 57kg đổ về. 29.000, áo quần lộn 25.000 luôn. 25.000 nhá, ai chưa có lên luôn dùng ML. Bỏ riêng cái size L, riêng ai bóc qua size L, lấy size L. Size L riêng 55 mấy ký 55kg size M nhỏ nhất rồi quý ơi. Nha, cái size M nhỏ nhất lấy hai con. Hai con luôn đi hả, 50k hai con luôn đi. Hai áo thun size M cho chị Trần Thị Hằng. Hai con size M cho chị Trần Thị Hằng. Trần Thị Hằng hai con luôn, ok nè. 50k hai con, nó quá là rẻ. Giá này chuẩn giá bán thành rồi. Ok nè, Trần Thị Hằng à, cho chị Hiền Phương cái nè. Hiền Phương cái nè. Nó quá rẻ luôn. Ờ, sao nhỏ nhất CM rồi đó quý. Còn cái CM, còn cái CM chị nào lấy phát nốt nhá. Tặng 25k luôn, em bán tặng trên line nốt luôn cho nó gọn. Rồi còn CL. Còn CL, size đến 65kg. Còn CL đấy, còn từng nay cái CL đi cho nó gọn. Chị nào chưa có thì lên luôn dùng nguyên nhá. Áo nam hàng thông hơi nha. Hàng này là hàng thông hơi. Co giãn nhiều lắm luôn.
nãy thấy cái cọc áo màu đen, màu đen hay màu trắng gì đó. Áo chung hồi nãy bán 39 gì nữa. Rồi lên luôn dùng mã này. Comment lên luôn dùng mã này là mã tim 39. Chốt mã tim 39. Trời ơi. Cái này mình mua một cặp. Mình mua một cặp 70.000. Vì hai vợ chồng mang cũng được, đến 65 kg bạn mang ok. Ta xỏ xỏ cái con này vô rồi. Cái nào mà có size nhỏ nữa ok. Hay. 65 kg bạn mang ok, từ từ để Nguyên coi anh Tình ảnh 62 kg nam thì mang nó có ôm quá không? Đê cặp mà. Cho nó tình cảm. Được. Ok. Ok. Được đấy. Anh Tình ảnh 62 kg bạn mang được. Rồi lên luôn dưỡng này, để thêm con nữa. Chưa thêm con nữa bỏ vô cặp. Lên luôn dưỡng mã này. Ba, cái này không sai đâu, không có sai, nhưng mà phôm này là phôm rộng. Phôm này là phôm rộng. Anh Tình ảnh 62 kg ảnh văn mau ok, nhắn lên luôn cho chị em mình luôn. 39.000 một con và mua một cặp. 70.000 một cặp. Trời ơi, nó rẻ hết sức rẻ luôn. Rẻ hết sức rẻ nhá, chị nào lấy cái này lên chung mã tim luôn dùng nguyên nhá. Đấy, trời ơi. Bao chắc bao phôm luôn cho chị em mình luôn. 39.000 mua một cặp là 70.000 một cặp. Chị nào lấy cái này lên chung tim dùng nguyên nhá. Tim. Chốt lên tim. Trời này thì giờ thì thử được thì hồi tối nó tự nhiên nó nóng quá rồi thử cái lắc lông thôi chịu không nổi luôn. Rồi lên luôn dùng mã tặng tim. Tặng tim luôn dùng nguyên nhá. Chỉ có size L, size XL thôi đó. L, XL thôi. Rồi lên luôn dưỡng mã này, mã tặng bé luôn dùng nguyên. Ủa cái này rồi. 85 không vừa đâu chị ơi. Rồi lên luôn dưỡng mã tặng bé, size 14kg đổ về. Tiêm cho chị Nali. Nali nãy giờ có thông tin chưa? Có thông tin chưa? Cho Thoa Nguyễn. Tặng bé 25 luôn. Lấy đây tin chưa? Tặng bé 25 luôn. Cái này là cốt tông tàu. Chắc nó đẹp lắm luôn. 25k đó. Size này là size 14kg. 14, 18kg. Cái này 18kg. 18kg. Ờ, hồng nhạt cái gì thương để mình mang thử luôn. 18kg. Chị nào lấy cái này lên luôn dưỡng mã này là mã tặng bé 25. Cho chị Hiền Hải Nghĩ. Hiền Hải Nghĩ. Rồi lên luôn dưỡng mã này là mã tặng gấu hồng. Tặng gấu hồng luôn dưỡng nguyên. Lên thông tin luôn. Lên cả thông tin cho em đi chị ơi. Lên có thông tin em mới chốt nha. Không có thông tin mất công rồi. Đến lúc chốt đơn rất là cực. Ok nhá. Ui chào ơi. Comment lên luôn dưỡng mã gấu hồng. Gấu hồng nhá. Size này chị em mình đến 65 vẫn mang ok. Đấy anh chồng em 62 cái mang được. Gấu hồng 39.000. Ok chị Nali nhá. Gấu hồng 39. 25 chị Hiền Hải Nguyễn có rồi. Chốt mã lên mã gấu hồng giúp Nguyên nhá. 39.000. À, trong đơn hai con nàng lên trẻ mình 70.000 hai con. Chị nào lấy cái này lên cho mã gấu hồng. Gấu hồng nhá, chia sẻ thêm phát nữa nè. Như thế. Hai bữa nay đi ngủ hết rồi, răng ấy. Hai mạng trắng. Gấu hồng đây. Hả? 25 hết rồi. 25 nguyên hết nha. Rồi chị nào lấy gấu hồng, lên gấu hồng luôn dùng nguyên. Nguyên lên luôn cho chị em mình là giá 39.000 con nhé. 39.000 con nó quá là rẻ luôn. Rồi chị nào chưa có gấu hồng, lên gấu hồng luôn dùng nguyên nhé. Đây Nguyên qua luôn cho chị em mình mã này nè. Size L hiện tại là size 55 đổ về. Màu vàng này có đúng một con. Gấu hồng cộng một tim cho chị Nhung Hà. Đồ bé chị ơi, hiện tại chỉ có đồ đông thôi. À quên, đồ hè không có đồ đông chưa. Tim đấy và gấu hồng đây. Tim đó và gấu hồng đây. 25 em hết rồi chị ơi, 25 em hết rồi. 25 rồi. Trời ơi, cái này hồi tối chị nào hỏi cái này. Hồi tối bán con này bán tặng 139.000 đúng không? Bình thường là vừa rồi là 165.000 gấu hồng cho chị Nguyễn Thị Thu. Nó xịn sò lắm chị em mình ơi. Xay 55 đổ về, xay L nhé. Các chị coi từng này cái nào nhỉ? Từng cái nào? Dạ, đồ hè từ từ chạy. Đồ hè còn xíu xíu chứ mấy ta. Một trắng cho chị Nguyễn Thị Thu.
Có chị Nali có rồi chị ơi. Ui, xịn sò chị em mình nhìn cái phần lông dùng nguyên. Hàng xịn dùng nguyên nhá. Riêng cái tay, phần tay là không lót lông. Không có gấu trắng, chỉ có gấu hồng. Trắng là hình trái tim. Size 55 đổ về, size L, size dẻ mình dưới 60 là chị em mình lấy size L dùng nguyên nhá. 55 đổ về. Cái gì miếng trăm vàng. Có đúng con màu vàng hồi tối nhiều chị hỏi tìm ra. 139k. Hàng này chị em mình nhớ là năm ngó những cái dòng này toàn bộ 165k hết. Cái này ôm hàng hàng. Ôm hàng từ hàng hàng mới được cái giá này chị em mình ơi. Riêng cái mũ này có thể tháo rời ra được nha chị em mình nhá. Này, nó xịn từ cái khóa kéo luôn. 139k cho chị Nguyễn Trâm. Này thứ có con thôi nên là chị em mình tranh thủ. Rất là đẹp luôn. Cái Nguyễn Trâm con này. Nguyễn Trâm con này. Nguyễn Trâm này. Vàng em hết nhá. Rồi lên luôn dùng mã cổ Việt. Cổ Việt size L, cổ Việt size XL. Vàng có size L. Vàng con size L là size từ 55 đến 60 là chị em mình mang được. Vàng còn một con size L. Chị nào lấy vàng XL lên vàng XL dùng đi nhá. Hàng đã dễ sợ luôn. Vàng người ta chốt rồi chị ơi. Vàng người ta chốt rồi lên màu xanh cổ Việt. Vàng nguyên còn mỗi size L thôi. Nha, từ 55 độ lên đến 60 kg. Trời ơi, chị em mình nhìn vàng XL cho họ chốt, nhìn cái lông này. Vàng XL cho họ chốt này. Vàng XL. Ok, hết vàng luôn. Rồi lên luôn dùng mã cổ Việt. Đây, quay cận luôn chị em mình luôn. Lông nam em không? À, từ từ. Ok, chị em mình nhìn cái lông này. Toàn bộ là hàng xịn hết, hàng này hàng tàu. Và theo toàn bộ. Nha, tim trắng gì Nguyễn Thị Thu. Tim trắng màu này lên luôn dùng hạ xanh cổ Việt. Cái mũ này có thể tháo rời ra được nha chị em mình ơi. Nha, riêng cái này mũ chị em mình tháo rời ra ok luôn. 139k xanh cổ Việt luôn dùng màu này lạ, màu này đẹp mà. Hồi tối không thử nổi thì hồi tối nó náo. Rồi đây luôn dùng mã này là mã xanh Việt luôn dùng nguyên đi. Hai size L và XL. Hai size L và XL xanh cổ Việt. Lông nó đã lắm luôn quý chị em mình ơi. Hàng xịn nha. Đấy, chốt lên luôn dùng mã cổ Việt. 55 đổ về là chị em mình lấy màu size L, dưới 60 là chị em mình lấy size L nguyên nhá. Cổ Việt 139 xịn sò. Nha, ai lấy cổ Việt chốt lên cổ Việt luôn dùng nguyên. Có cả màu đen, chị nào thích đen thì lấy đen. Đây màu cổ Việt này. Được nhiều mà không bỏ vào gì. Sao thế? Cái nào chốt mà không có. Mũ có thể tháo rời ra được luôn. Đây và toàn bộ lông này là lông xịn. Đây không trước không sau. Toàn bộ là theo trước và theo sau ấy. Hàng này là hàng năm ngó chạy sale là 165. Ấy là những cái mã cái chắc này tương tự này năm ngó thì những cái kiểu nó cái form nó thụng hơn xíu là 165.000. Chỗ này bán vậy em 139 mua quá lợi luôn. Màu này là chị nào lấy cổ Việt lên cổ Việt 139. Cổ Việt hai size L và XL nhé. Chị nào lấy cổ Việt lên cổ Việt nha. Cổ Việt 139 luôn dùng nguyên. Cổ Việt này, không còn màu đen này. Màu gạch này có cái này. Màu gạch này có cái này. Gạch này đúng một con, chị nào lấy gạch lên gạch nhá. Đúng một con màu gạch thôi, ai thích xanh 139 cho chị Hiền Phương là size L. Chị Hiền Phương size gì đó chị Hiền Phương ơi? Hai size. Lên rõ size giùm em nhá. Lên rõ size luôn giùm em nha. Chị Hoa giả quỳ lấy size gì á, lên size cho em đi. Lên size giúp em đi. Xanh ngọc thì còn có con size XL thôi. Xanh ngọc 1XL thôi, không còn size gì hết. Size XL. Màu gạch này đúng một con, size dưới 55. Trời ơi. Chị em mình nhìn cái phần lông nè. Nó đã lắm luôn. Ok vậy em mình ơi. Nè. Size M không có, size M hết rồi. XL xanh ngọc cho chị Lê Hạnh. Cổ Việt hết nhé. Cổ Việt XL à, cổ Việt XL còn con. Cổ Việt XL cho chị Hải Ly. Không phải Hải Ly. Cho chị Nguyễn Thu, Nguyễn Thị Thu. Cổ Việt XL cho chị Na Ly. Na Ly. Màu gạch này XL. Thấy không chị em mình thấy cái thằng lông chưa? Hàng xịn lắm luôn. Theo toàn bộ này chị em mình nhìn này. Đẹp lắm này có con thôi. Cái gì lấy màu này nè, màu này lạnh, màu này hoặc màu đen, chứ còn màu này màu đen và màu đỏ, màu gạch màu đen và màu đỏ là có size L, còn toàn bộ là size L nha. Chị nào lấy cái này lên gạch luôn dùng nguyên nhé. 139 gạch. Ôi gạch quý đặng lấy rồi, gạch quý đặng lấy rồi, còn đen còn đỏ.
chồng quá. Chị Hiền Phương có rồi, chị Hiền Phương ơi. Có rồi nha. Gió chị ơi, xịn lắm. Gió lì ấy, dạng gió lì ấy. Hàng xịn, hàng này là hàng tàu. Được chưa, gió xịn luôn. Nên là chị em mình cứ yên tâm. Xây được. Thế mãi nó kế xuống đó là mãi chị Hiền. Dở dở con coi đi. Ờ đúng đó, nó. Nhưng mà đâu có cái mấy cái nào đấy đúng không? Mua vạch nó còn. Cổ vịt cho chị Nali có rồi nhá. Ờ từ từ gạch à, cũng được gạch có CM không? Coi gạch có CM không? Cho chị Hoa Giả Quỳ. CL. À CL đúng rồi, CL. Cho chị Hoa Giả Quỳ. Ok chị nhá. 139k. 139k. Nó còn ngoài thì lại lạ. Còn một kem. Kem màu đỏ. Còn một kem và màu đỏ nữa. Chị nào thích kem lấy kem mà chị nào lấy đỏ. Thích đỏ lấy đỏ. Quý đàn à. Nè, xanh ngọc à, xanh. Quý đàn rồi, cho Hoa Giả Quỳ. Hoa Giả Quỳ hả? Này xanh cổ vịt CL ai chưa có. Xanh cổ vịt CL có ai thiếu không? Nali có gì? Nali có rồi phải. À, 119k còn. Gạch CL. Gạch CL chút rồi đấy. 119k mình còn không ta? Cái hồi tối mà 119k rất long. Hoa cúc cái xe nhỏ, xe dưới 55. Xe dưới 55 còn. Ok, để từ từ gì nó bóc cho. Rồi Lan luôn dùng nguyên cái này. Chờ em xíu. Cái này mã 85. Mã nó mã 85. Cần bé 39k luôn dùng nguyên. Size 2 đổ về. 2 đến 25kg cần 39k. Này sót một bộ 39k, cái này là lụa nha chị em mà nó. Cái này là lụa. Lụa nhá. Cái này là lụa, nguyên lên luôn cho chị em mình, mã này là mã tặng 39. Hàng này là hàng nguyên đi cho chị em mình bao nhiêu tiền này? Một 65k. Coi lông tụi nè. Coi cái nông tụi nè. Để nhiều quá đâu có hỗn hợp. Đúng rồi. Hàng này hàng 119. Cái này xeo 11 nhiến. Cái này phôm nhỏ hơn. Và cái lông nó không bị miệng bằng. Đây này chị em mình nhìn hai cái mã lông. Cái này lông đẹp nhưng mà không xịn mà cái kia nhá. Đây cái này ăn báo hẳn luôn. 119.000 tay 55 đổ về. Mã này là mã 119. Ok. Cái nào có tên thì có hết mà. 119.000. Size này chị em mình dưới 55 thôi chị em mình nha. Cho chị Nali thêm một cái L màu xanh cổ vịt này sao. Xanh cổ vịt là cái này. Có L. L. Mã này mã 119. Cho Úc lên. Size này toàn bộ size dưới 55 thôi chị em mình nha. Cái mã 119 này không có phôm to. Không có phôm to nhé. 119.000 cái mã này. Cái nó 139.000. Ok Úc lên cái hồng này. Cái hồng này cho Úc lên. Có màu vàng nữa đúng không? Có hoa cúc vàng đúng không? Ok cho Úc lên. Đây cái nếp không phải, cái nếp màu cam rồi. Ok Úc lên. Còn có còn một cái à. Cho Nhung Lan cái rồi. Trong cái màu vàng. Đây mã cúc vàng 119 luôn. Còn hồng coi, còn hồng cho Nhung Lan. Toàn bộ là lót lông hết nha. Đang lên luôn chị em mình, mã này là mã cúc vàng 119. Size toàn bộ size dưới 55 đổ về là chị em mình chốt ok. Còn nó thế là chưa ái ngoài tự nhiên lo với cái này ta. Nhìn là cái gì đây? Chưa sale hết mấy cái cọc này. Màu nó màu gạch. Màu vàng, chưa sale hết mấy cái bao hàng hết. À cho luôn cái bộ nam luôn. À, gió bé 35kg hả chị? 35kg chị lấy cái mã 115.000 ấy. 115.000. Bé gái mang đẹp lắm, tí xíu em mang thử cho chị em mình coi. Mã xịn. Rồi lên luôn dùng nguyên, vàng cho quý đặng. Vàng cho quý đặng. Đây vàng đứng đây chị em mình nhìn cô. Nhung Lâm có thể chuyển màu nhé. Thấy màu hồng rồi. Màu này. Màu cam. Bộ nam mới còn xây nhỏ. Chờ em xíu xíu. Màu vàng, màu cam, màu đen. Làm gì mà vô rễ. Từ từ. Chờ từ đầu lại đến giờ chốt cái này à. Từ từ. Vàng cho chị Sương Phạm. Vàng chị Sương Phạm. Sương Phạm 139 nhưng mà sai mấy ký. Hồng cuối cùng.
Cái màu cam rồi. Vàng chị Sương Phạm 119.000. Lên đồ đồ gió bé à. Đồ gió bé à, gió bé đang không. Gió bé đang không, đang tay được. Còn màu cam này nữa nè. Còn màu màu cam, màu gạch gạch ấy. Vàng em kìa, trên cùng đó. Cái gì đấy? Vàng gì đấy? Rồi nha, chị nào lấy cái này nữa thì lên luôn dùng mã vàng hoặc cam. Đấy. 119. Siêu rẻ. Siêu rẻ. Đây bộ nam. Cho lên bộ nam luôn. 119.000. Tương tác lên xíu đi chị em mình ơi. Đây bộ nam. Quý đặng có rồi. Quý đặng có rồi, hoa cúc màu vàng quý đặng có rồi. À quần công sở mình cũng còn đúng không? Sở còn cái nào không? Cái nào sáng vậy nào hỏi mà chưa ấy được nè. Chủ yếu là nguyên còn size này là size 57 đổ về thôi. Chủ yếu còn size 57 đổ về nhá. Cam cho chị Vi Ngô. Đây, đây Cẩm Nhung ơi. Cam ấy, màu cam. Màu cam hoa cúc hồi nãy mới thả xuống đây này, bên đây này. Ở đó đúng rồi đó, đúng rồi đó. Đằng sau có in hình không? Để coi nè. Có in hình hoa cúc. Có in hình hoa cúc chị ơi. Vi Ngô nè. Cái chị sáng gì? Áo thun đen dưới áo đó, đỏ trên bàn. Áo này áo thun Thái 45. Thun Thái 45. Cái này Thái 45 nha. Đấy chị nào Thái 45 lên Thái 45 dùng nguyên. Áo ấm rẻ đẹp rồi, em cảm ơn chị Giang Cao nhé. Áo đó là xe lên luôn dùng mã Thái 45. Gió trai 35 sang tuần chị ơi. Bộ nam 65kg thì sợ không còn. Mình đâu còn xây bự rồi. Hết sạch sành xây bự luôn. Hết sạch sành xây bự luôn. Bộ này quá đẹp luôn. Chắc đẹp chị em mình cứ nhận hàng cái bộ này về dùng nguyên này. Mã này là mã 59k luôn dùng nguyên nhé. 59k. Áo Thái còn màu chi nữa em. Từ từ chờ em xíu, áo Thái nó còn đấy. Còn ra rất rớt. Còn ra rất rớt nhé. Chị nào lấy bộ nam lên bộ nam luôn dùng nguyên nha. 59.000 một bộ. Chủ yếu là size 57 đổ về chứ cũng hết size to rồi. Cái này về hết cái to rồi. Tầm 5-7 đổ về là trẻ mình chốt được nhé. Bao đẹp luôn. Bao đẹp luôn. Cái này không xịn không đẹp quay đào nhé. Chị nào lấy bộ nam thì lên bộ nam luôn dùng nguyên nhé. Bộ nam luôn dùng nguyên còn size 57 đổ về. Còn Thái không cho. À đây cái mã này hồi nãy chị nào hỏi nè. Đây này đây sẵn luôn nè ba. Cẩm Nhung luôn. 139k chị ơi, chị Lan Chuột ơi, chị lấy size bao nhiêu ký để em biết là còn cái màu nào. Anh em gì đây? Bộ nó là 59.000. Chị là lấy bao nhiêu ký để em biết là coi thử còn màu nào chứ không lên một lần rất là mệt. Hồi nãy ai hỏi bé mà mua cho bé 30 mấy ký, phát ngay con này. Cái này là hàng phôm lửng lửng, đẹp lắm luôn. Bộ nam cho chị Võ Thắm 3 bộ, xám đen xanh. 3 bộ. Xanh đây sẵn rồi. Xanh đây sẵn rồi. Rồi mang luôn cái dẻ mình con này. Màu gạch 50kg. Lấy xe L cho chị Lê Thị Phương Thanh. L gạch cho chị Lê Thị Phương Thanh. Màu Lê Thị Phương Thanh. Lê Thị Phương Thanh 139 này. Rồi lên luôn dưỡng mã này là mã 115. Con này đẹp lắm luôn. Con này đẹp lắm luôn quý chị em mình ơi. Đây đứng đây chị em mình nhìn form. Tầm 55 đổ về, chị em mình mua về cho con gái lớn. Thích mang những cái dòng này, đây mang thử chị em mình nhìn phôm. Dòng phôm lửng lửng ấy. 115.000 một con dùng nguyên nhá. Đấy, cái này nguyên cũng hai con rồi. Cái này cũng hai con rồi. Đấy, mùa lạnh mang được. Nắng cũng mang được luôn. Chốt lên luôn dùng mã này là mã 115 luôn dùng nguyên nhá. 115.000, cái này cũng còn màu hồng, màu kem. 115, hồng kem. Nha, ai ưa cái này thì lên. Thun Thái ra đối diện đây à? Tay Thái đang còn. Con này lên rất là đẹp. Hồng đó. Cái hồng à. Hoa cúc hồng à. Hồi nãy chị nào thiếu cái mã hoa cúc hồng nè.
Được, áo gió này được. Cái này 6 à, từ từ chờ bé 35 kg. Cái này mang ok luôn chị nè. Lâm Hồng. À hồi nãy Hồng, Nhung Lâm à. Hồi nãy Nhung Lâm Hồng. Ok. Cái gì chị nói gì 60 kg hồi nãy cái size XL mình còn cái gì? XL mã 139 còn một kem. Xanh cổ Việt. 9 đúng không? Đấy. 139. Đây cho Nguyên lên nè. Đây chị ơi okay, các màu. Nhung Lâm có rồi nha. Cổ Việt okay. Nhung Hà 139. Cổ Việt size 62 hơi bị ôm chị nha. À. Mình phải gọn người không để từ từ. Phải gọn người chứ còn máy là bị ôm đấy. Đây. 60 kg đây, em còn các màu. Màu xanh cổ Việt nè. Màu đen nè. Màu này là màu hồng rút nha. Đây luôn dùng mã hồng nhạt nhé. Màu đỏ và màu kem. Từng này tông màu. Bé mẹ luôn à. Không. Bé mang hơi rộng đấy chị ơi. 139 thì lấy cho mẹ được chứ cho bé là rộng lắm. 16 kg có, 16 kg là lấy mã 65k. Rồi nè, hồi nãy chị nào hỏi thì lên lại dùng nguyên nè. Size XL hiện tại vẫn còn một xanh cổ Việt nè. Màu đen nè, màu hồng rút nè, màu hồng nhạt nè, màu đỏ nè. Và màu kem. Trời ơi, xíu nữa chị ái lại sao chị ơi. Con này quá đẹp, đi lay lại rất là mệt nha. Chị nào vào sau thì ngồi lượt lại cái like mà coi. Chứ còn em không mở ra để like lại từng cái đó, mệt lắm. Đây thun thái đó chị em mình nè. Dạ ok. Ờ không, cái mã 119 làm gì có sai. 55 đổ về thôi. Mã 119 là không có sai nha. Rồi thun tháng lên nó luôn thì em mình 45.000. Cái này còn rất là ít thôi. Form này chị em mình đi 62 vẫn mang ok. 45.000, thun tháng thì chạy quá nhiều rồi. Không cần phải quảng cáo gì nữa. Ra luôn dùng mã gấu xám 45. Gấu xám 45. Gấu xám 45. Gấu xám 45 lên luôn dùng nguyên nhá. Cái bao trong này cũng là bao hàng lẻ không? Cái hồi nãy cái chỗ váy nó đem ra hết rồi. Cái chỗ trong kia nó đem lại. Chưa. Rồi lên luôn dưỡng mã nai 45.000 nhá Xuân Thái nha chị em mình ơi. 45.000. Chốt mã nai xanh. Nai xanh 45. Size toàn bộ là 62 đổ về là mang ok. 62 cái đổ về là mang ok. Cho chị Hà Hiền Ngọc. Cái màu xanh CL. À, màu hồng CL. Hồng rút cho chị Hiền Ngọc. Hiền Ngọc CL có không? 54 kg. Cái chuyện qua cái size này đi. Hồng rút ý. Có 6 này 45 hả? Ừ. 45.000. Đây luôn dựng mã nai dùng nguyên nhá. Nai nè. Rồi lên luôn dựng mã rêu. Nai rêu. Trời ơi 45.000 hay. Chị em mình không mua con này phí lắm. Chị em mình đây là những con cuối cùng. Là Thuân Thái là nó không có, đợt này nó không có hàng về. Thuân Thái là bữa giờ không có hàng về. Từ khi nó ra hàng áo tanh tốt tới trừ là không có hàng ra hàng luôn. Không có vải. Nha, chốt lên luôn dưỡng mã này là mã nai. Treo xanh cho chị Sương Phạm. Sương Phạm. Rồi lên luôn dưỡng mã cúc xám 45. Nai cho chị Hiền Lương Nguyễn. Nai Hiền Lương Nguyễn. Rồi lên luôn dưỡng mã cúc. Cúc 45. Khách mà đã mua Thun Thái rồi là gì nhỉ? Nhiều chị cứ hỏi Thun Thái đấy. Rồi lên luôn dưỡng mã nai 45. Nai 45. Mang cái hàng này cho nó sướng. Chút lên mã nai 45. Rồi lên luôn dưỡng mã lá đỏ. Lá đỏ 45. 45k. Lá đỏ giúp Nguyên nhé. Chị nào lấy lá đỏ lên lá đỏ 45. Lá đỏ 45k luôn dưỡng Nguyên. Siêu rẻ vậy em mà nói. Chị nào lấy lá đỏ lên lá đỏ với Nguyên nha. Cái này cũng thương thái đúng không? Rồi lên mã số 5. Chốt mã số 5 dùng Nguyên 45k. Thương tác lên xíu nha chị em bà nội. Cho mẹ mượn cái bài đổi cái điện thoại này. Ở bên này còn có 5%. Cốc cho chị Hiền Lương Nguyễn. Để sạc luôn cái này. Lá đỏ cho chị Na Ly. Này đỏ, đỏ cho chị Hồng. Hồng Lê Nguyễn là đỏ. Cúc cho chị Hiền Lương Nguyễn. Còn đỏ cho chị Na Ly. Rồi lên mã số 5 dùng đi. Thông Thái mà mua 45.000. Chốt mã này lên cho mã số 5. Màu xanh cobalt nha.
Lên mã số 5 dùng nguyên xanh coban. Đây đây đây. Lên xanh coban luôn dùng nguyên 65k nhá. Hả lộn 45k. Lên mã coban luôn dùng nguyên màu lạ này. Màu lạ này, màu này không biết là màu gì luôn. Adidas màu lạ này. 45. Chị nào lấy lạ Adidas lên luôn dùng nguyên. Màu gạch gạch màu nghệ nghệ. 45 nha. Lên hết một lọt này thương thái luôn cho chị em mình lên tiếp tục luôn cho chị em mình xem hàng hết. Hai đợt này nguyên chủ yếu là về hàng thu đông thôi. Nên là ba cái hàng hàng hè hàng đồ là nguyên sale hết. Cái hàng hè là nguyên sale nốt hết. Rồi lên luôn dùng mã này. Gấu dùng nguyên nhé, cô ban cho chị Nali. Nali. Lên luôn dùng mã thỏ. Thỏ 45. Thỏ 1 nhé, chị nào lấy thỏ lên thỏ luôn dùng nguyên. Màu lạ này, mã thỏ này toàn bộ ở 45k hết. Toàn bộ 45. Lên luôn dùng mã xanh chuối. Xanh chuối 45. Cúc nha, xanh chuối này là họa tiết hoa cúc nhé, 45k con. Thỏ cho chị Sương Phạm. Sương Phạm. Lên mã hoa cúc xanh 45. Hoa cúc xanh 45, chị nào lấy hoa cúc xanh lên hoa cúc xanh giúp nguyên nhé. Chúc mã hoa cúc xanh, comment là mã trứng trứng dùng nguyên. Lên mã trứng dùng nguyên này. Trứng đen. Không biết như chị đặt trứng đen này. Chúc mã trứng đen còn một. Ai lấy trứng đen lên nó, trứng đen dùng nguyên nhé. Xanh cúc cho Nhung Lâm. Lên mã trứng đen. Xanh chuối à? Hả? Xanh chuối đó. Còn mã xanh chuối này nè, xanh chuối chữ này. Chuối chữ này. Bộ nam xe bự rồi. Sa 2X à, tăng còn 2 bộ. Trần. Đây nè, xanh chuối còn xanh chuối chữ nè. Trứng đen cho Nali. Nali. Xanh chuối chữ đang còn được 2 nè. À được 1 nè. Chữ LV nha, toàn bộ cũng nói là form rộng thì chị em mình để ý nha, người ta mang cái này mang hơi form thận trọng xíu và ra còn mấy màu son lên luôn. Chữ xanh nhé, chị nào lấy chữ xanh chút chữ xanh luôn dùng nguyên. Lên luôn dùng mã hưu sáng. 2XL 70kg được cho em, đang còn 2 bộ. Còn được 2 bộ, sắp được 2 bộ, một đen 100. Không bự. Xanh chữ cho Nali luôn. Nali, cho chị Dung Hà. Dung Hà lấy trước. Ai lấy trước. Lên luôn dùng mã hưu đen. Lên mã hưu đen dùng nguyên hưu đen. À quên hưu nâu, hưu sáng. Hưu sáng 1. Chúc lên mã hưu sáng 1. Chị ấy gì chốt rồi, Dung Hà. Dung Hà chốt luôn rồi. Hai bộ như nhau và sai như nhau mà. Ờ sai như nhau. Mai mới đi đơn được Cúc Thái ơi, ngày nay shipper không lấy đơn. Ngày nay shipper không lấy đơn. Lên luôn dược mã hưu 45. Hưu cho Dung Lâm. 5 chiếc. Hưu nhá, chị nào lấy hưu lên hưu luôn dược nguyên. Comment mã nai. Nai nhá, chốt lên nai luôn dược nguyên. Nai 45. Nai nha, comment nai 45 không phải hết. Nai 45. Cáo nó chưa lên đúng không? Bỏ nó đỡ để đó lên luôn nè. Nó để đó lên luôn nè. Rồi lên luôn dùng mã nai 45. Nai 45 cái màu lạ lạ này mà thấy không chú à? Thấy thế. Coban nè, nai có màu xanh than nè, màu xanh coban nè. Rồi mã số 5. Coi mà còn 2XL thì chị cho chị Kim nhé. Rồi nha, chị nào lấy cái mã này nữa thì lên luôn dùng nha. Rồi, bờ ra nè. Cầm em mã này là mã chữ vàng hưu sáng em hết chị ơi. Thêm mã chữ vàng luôn dùng nguyên. Chữ vàng, trời ơi, ôi. Chữ vàng 45. Sale hết, cái thường lão thông bán cho chị em là thương thái 49, lãi vài nghìn. Xong giờ lên nó cho chị em là 45.000. Chị nào lấy cái này lên chung mã chữ vàng. Chữ vàng 45. Comment mã chữ hồng 45. Chữ hồng, nãy giờ mới có con màu hồng. Chốt lên luôn dùng mã chữ hồng 45 luôn. Chữ vàng, chữ hồng. Ai lấy lên luôn dùng nguyên. Rồi bra còn được 3 màu. Bra này còn được 3 màu. Đợt này thì chạy bra nhiều. Khách bữa nay ở nhà dịch giả quá rồi mập. Mua hàng bra về tập tiết các kiểu. Cái này toàn bộ mốt của nó là mốt dài như thế này nè chị em mình nè. Và cái này là hàng free size nhá. Tại vì nó giảm nhiều lắm luôn. Nguyên kéo cho chị em mình xem. Mà thường mà mang tập là chị em mình mang ôm vô nó mới ấy. Ôm vô ngực. Này chị em mình nhìn cái độ giãn của nó nè.
quần đùi bé 35 em không chị ơi, quần đùi bé 35 em hết rồi. Rồi chốt lên luôn dùng nguyên cái mã này, comment mã này mã tặng bra luôn dùng nguyên nhá. 39.000 áo lộn 49.000 bra xanh chuối xanh ngọc đấy, xanh ngọc xanh dương với màu đen, xanh ngọc xanh dương màu đen, xanh ngọc đấy, ba màu nhá, ba màu 49k con, nó giãn như thế này nè chị em mình. Thế đừng hỏi là bao nhiêu ký mang vừa, chị em mình nhìn cái độ giãn của nó nè. Rồi cha, 49k con, bao rẻ luôn. Chị nào lấy bra lên bra luôn dùng nguyên nhá. Bra nha, chốt lên mã bra 49.000 một con. Còn hiện tại là còn 3 màu như thế này thôi, màu xanh dương, màu đen. Đấy, còn số lượng ít, chị nào lấy bra lên bra. Có quần đùi không chị? Có chị ạ, có quần đùi. Có quần đùi nhá, có quần đùi. Rồi hai con lên luôn dùng mã này là mã nào xịn luôn. Xanh cho chị Nguyễn Thị Thu. Cái này còn sót 2 nè. Ô CL này chưa, chị cho Hồng Đào xem like em sao. Xanh đâu? Xanh. Xanh. Áo dây mình còn không hiện? Bà ra lên cho Nguyễn áo dây. Nhưng mà hồi tối cũng khách cũng đặt rồi chứ chưa sợ. Đấy. Còn xe 36 à? Xanh cho chị Trần Đức. Bà ra xanh cho chị Trần Đức. Bà ra đâu? Bà ra đây nè. Bà ra đây bên này. Bên sau này. Xanh dương cho chị xanh là xanh nồ, không biết xanh không. Thôi xanh đại đi. Xanh dương cho chị Nguyễn Thị Thu. Màu nó ná giống nhau mà. Cái này chưa cho Hồng Đào xây lờ. Hồi tối chỉ dặn có chưa chị nè. Cho Hồng Đào 85 nè. Cho 85 nè. Con này muốn nói là hàng chị em mình đi mua tiền bạc 200. Còn hàng 200. Hàng này hàng xịn luôn. Phong này là phong thủng á chị em mình. CM, C55 đổ về. C85K nó. Toàn bộ hàng này là chuẩn hàng Quảng Châu nè. Hàng chị em mình đi mua hàng 200. Chị nào mà xanh hàng, nhìn hàng là chị em mình biết nhá. Từ cha hàng phong thủng này chị em mình mít. Dài chị em mình lặng lặng lên xíu. Mít có dài thể thao lên nha. Lên 85K CM. Con này đẹp lắm. 85M. Ok chị Huệ Kim. Đẹp thầy, con này đẹp. Hàng này hàng tàu đấy. 85.000. Con này nguyên bán chứ không ai bán cái giá này đâu chị em mình đâu. Thì bán thì chục như thế này đó. CM em hết cái này cho chị Huệ Kim rồi nhé. Cái này chị Huệ Kim nè. 85 cho Huệ Kim. 85 cho Huệ Kim. Cho Hồng Đào cũng 85 rồi mà. Cho Hồng Đào cũng 85 luôn. Chị cho Hồng Đào là chị dặn hồi tối rồi. Đây còn con này size 26. Size này chị em 150 đổ về. Cái này hàng dặn tomboy. Nay dặn tomboy vậy em nhá. Đấy, lên luôn dưỡng mã này là mã 26. Vậy em tầm khoảng 50 đổ về thôi. Lên nó luôn cho chị em mình mã này mà 70. Lên nó mã 70 giúp nguyên nhé. Comment lên 70 luôn dùng nguyên đây nè. Hàng tomboy nha chị em mình ơi. Có đồ bộ đùi. Bộ đùi nãy còn. Bên kia còn mấy bộ đùi đùi bên đó kìa. Còn mấy ba hàng lẻ nhưng mà chưa lên hết. Cứ bắt tôi đâu. Rồi lên luôn dưỡng mã này là mã 26. Chốt lên mã 26 giúp nguyên nhé. 26 lên luôn cho chị em mình là 70k. Chị em mình tầm 50 đổ về. Mờ em hết rồi chị ơi. Em hết mờ nha. Hết mờ rồi. Đùi lấy 1 đi ạ. Hết. Với lại đùi phối cái bộ này C55K nó luôn mình. Đấy, đấy. Hình như bộ nó Nguyên thấy hồi sáng xếp đây còn được vài bộ ấy. 70. 70 là chị ta. 70 là cái quần rinh. Đây chị gửi vô. Rồi lên luôn những mã này, mã tặng 55 luôn. Còn màu khác không? Bỏ lên xin màu khác luôn. Khác tặng luôn. Rồi lên luôn những mã này, mã tặng 55, C62 đổ về còn được bộ. Một bộ thôi. À, với lại trong cái bì vàng thì có mấy cái bộ hàng hàng công ty ấy. Cho lên nó luôn, bì vàng cái gì được. Dạ. Chờ xíu chị ơi. Cái số 2 đổ về dùng nguyên. Lên mã này là mã tặng 55 luôn dùng nguyên. Bộ này đẹp. Quần của nó là dạng quần lon ấy. 55k. Trời ơi. Chuẩn giá bán tặng cho chị em mình ơi. Lên luôn dùng mã 55 lon dùng nguyên nhá. 55k một bộ như thế này luôn. Nó sale luôn cho nó gọn. 55k nhá, hàng từ tứ chiếc này. 55k bộ, chị nào lấy 55k bộ lên 55k bộ luôn dùng nguyên.
Rồi lên luôn cho mã tặng neo đen 39k. Quần ring kiểu tomboy á. Em còn rất rất lại thôi, bữa giờ em cũng không về quần ring nhiều nữa, giờ đang về hàng thu đông chặt chỗ quá. Rồi lên luôn những mã tặng neo đen dùng nguyên nhé, 39k. Áo chờ neo màu đen 39k, 55 cho chị Lê Nguyễn Hiền ha. Cái bộ hồi nãy sao? Lê Nguyễn Hiền ha. Rồi chốt lên luôn những mã này áo neo đen, bộ 55 em hết chị Lùng Lê ơi. Chốt lên luôn những mã này là mã áo tặng neo đen 55k một. Ơ quên lộn, 39k con. Rồi con này cũng lên nó luôn cho chị em mình luôn, 55k nó. Tặng 55 nhé, 55k. Thôi ai chút lên mã này là mã 55k luôn dùng đi. Trời ơi, trời ơi, size này dành cho những chị em mình đến 62kg vẫn mang ok này. Nhá, 62kg chị em mình vẫn mang ok cái bộ này luôn. Chút lên luôn dùng mã 55k luôn dùng đi. Bộ này 62 đổ về, cái bộ này mang nhẹ tên luôn, chị em mình không mang đồ luôn. Lên mã cam 55 dùng nguyên nha, sale nó đấy, còn ít. Lên bung luôn cho nó gọn. Tặng cam 55 nhá. Feel ít quá. Feel ít quá. Tặng cam 55, chị nào lấy cam 55 cho chị Xuyến Chi. Tay dẻ mình đến 62 vẫn mang được. 4 cái dẻ em mang được 62 cái dẻ em mang ok luôn. 55k cam, chị nào chưa có thì lên nhá. Cắt lại xíu nữa tao chứ còn feel ít như thế này. Chia sẻ các cái điện thoại nó chia sẻ thêm chút nha. 25 này. Tương tác đây xíu đi chị em mình ơi. Tương tác, tương tác lên luôn dùng nguyên cái xíu nữa đi. Dạ. Thiêu làng xỉn. Rồi nha, qua nha. Cái này nguyên còn một set. Thực sự cái này bán còn 5 cái không phải là xét nha. Lên luôn dùng nguyên cái này sạch trơn luôn rồi, cái này sạch trơn được không? Rồi lên luôn dưỡng mã tặng chip một set 5 cái ở ngoài kia, rất một cái nữa tặng chip xài 65 cái vẫn mau ok. Mã này cũng chạy nhiều quá luôn á chị em mình thôi nha. Lên luôn dưỡng mã tặng chip, chốt mã này là mã 50 luôn dùng nguyên 5 cái 50 5 cái. Comment mã chip 50k và hẳn 5 cái luôn. Quần bò kim tuyến em hết rồi. Rất rớt lại cái. Nhận được cái nào chưa? Đã mua được con bò kim tuyến nào chưa? Đã thấy rẻ chưa? Đây luôn dụng mà tặng chip luôn dùng nguyên size này 65 cái chạy mình vẫn mang ok. Mã này chạy quá nhiều luôn. Chip cho chị Minh Tâm. Chip có set. Còn được có set 5 à, lên chip su xịn á gì? Su xịn 1.9. Su xịn 1.9. Trang váy em đang mang không có chị ơi. Trang váy em đang mang không có. Đang mang là hết rồi. Tập này cũng là ba người. Cùng gen. Cùng gen. Bình tâm mà. Bình tâm 50. 50 à? Ừ. Rồi lên luôn những mã này, mã 39k luôn dùng đi. 39 tặng 39, size này dành cho chị em mình 50 52 đổ về thôi nha. Cỡ tặng người như nguyên là chị em mình chốt ok. Chiếc ô hô con này con size to này. Sao trẻ mình 55 đổ về. Cái gì đấy? Điện thoại. Tiếp này mà tiếp nào đây. Hello. Sao anh ơi? Hoàng Nhi à? Chờ em xíu này. Kiểm tra Hoàng Nhi ở đường gì anh? Đường Nguyễn Duy Trinh. Chờ em xíu nghe. Kiểm tra Hoàng Nhi, báo cái số điện thoại để cho anh đi. Anh tắt đi rồi em coi em nhắn tin qua cho. Kiểm tra Hoàng Nhi. Hoàng Nhi nhắn tin cái số điện thoại mới vừa ấy sao? Thôi rồi đi. Say 55 đổ về. Trời ơi. Đang dây su à, dây su chờ em xíu. Dây su còn chủ yếu là size 36 hết size rồi. Còn mỗi size 36. Còn mỗi size 36 thôi. Size 55 đổ về. Nha con lên luôn chị em mình mã này mã tặng. Khách hỏi size bự hết rồi. 39.000, con này đẹp lắm luôn. Con này là dạng lụa nha chị em mình đó. 39 cho chị Nguyễn Hiền Lương.
Mỹ Hiền luôn, size XL nhưng mà 55 đổ về, con này quá đẹp luôn. 39k Mỹ Hiền luôn. Mỹ Hiền luôn. Rồi lên luôn những mã chip su. Trong cái dây nhưng mà còn chủ yếu là 36 thôi nha. Su xịn hàng này thường là mỗi khi là 145.000 10 con. Thường là một, nhưng mà cái này chị em mình để ý, cái này 55 đổ về thôi. Su này su 55 đổ về, su này lên luôn những mã su xịn luôn nhiều nguyên á. Lên su xịn. Hàng này hàng 25.000 trái này. Chốt lên luôn những mã su xịn nhá, 109.000. 10 con. Hàng thường ấy là nguyên chạy luôn cho chị em mình. Mọi khi có rẻ nhất là 129.000, đợt là 145, mà rẻ nhất là 129 chứ không có khi nào mà xuống hơn 109.000 như thế này. Được chưa? Chốt lên luôn dưỡng mã này. Comment mã 109 luôn dùng nguyên, nhưng mà toàn bộ là size 55 đổ về thôi chị em mình nhé. Size 55 đổ về. Chị nào lấy cái này lên xuống mã này, mã tặng chiếc su luôn dùng nguyên. Hàng này là hàng su xịn. Nhớ luôn dùng su xịn một set 10 như thế này. Nha 109. Chị nào lấy su xịn lên mã su xịn. Hả? Sim 1 mới điện qua. Chị đăng số điện thoại chưa? Được chưa? Chị nào lấy su xịn 109 thì chị em mình tính ra chỉ có 11.000 con, nó quá là rẻ. Nhá nên là chị nào chưa có tranh thủ lên luôn dùng nguyên. Đây, cái này hiện tại nguyên còn chủ yếu là size 36. Mã này thì lên luôn chị em mình một cặp là 130. 130 một cặp. Nha, chị nào lấy cái này lên cho mã này là mã ngực 130 nhá. Hẳn một cặp luôn chị em mình nha. Được chưa? Chị nào lấy cái này lên cho mã tặng ngực luôn dùng nguyên. Cái này chắc là chị em mình không chọn màu. Chủ yếu là nguyên còn size 36. Hàng này người ta có chỗ người ta lẻ lên là 125.000 con. Đấy, bán tặng luôn cho chị em mình luôn. Chị em mình mua một con là 69.000 và mua hai con là 130.000 hai con. Được chưa? Chị nào lấy cái này cho chị Lê Thị Phương Thanh 109 cho chị Lê Thị Phương Thanh. 109 Lê Thị Phương Thanh. Hồi nãy giờ có thấy chị Khánh Chi đâu, giờ mới thấy mà. Giờ mới thấy chị Khánh Chi mà. Hàng này hàng 2-3 tác, hàng này hàng xịn này chị em mình nè. Nha, chị nào lấy cái này thì lên luôn dưỡng mã này là mã ngực. Chủ yếu là giờ cũng nhận đơn size 36 thôi. Mỗi size 36 thôi, còn size 36 thôi chị em mình nhé. 69 là con à, chị em mình mua từ 2 con là còn 130.000 2 con. Được chưa, cái này quá rẻ luôn. Nguyên thấy nhiều khách, cũng là khách của Nguyên mà dạo vô trong mấy cái trang, mấy cái bát lớn. Người ta bán cái này, sale cái chỗ người ta sale 99.000. Xong quay lại nhà Nguyên mua hết. Xong quay lại nhà Nguyên mua hết. Người ta bán quá là cao đi nè. Người ta sale là 199.000. Đấy, thôi đừng chọn màu chị. À mà có màu da thì có đấy. Màu da thì Hoàng Hải Yến, màu da còn nhiều. Đặt màu da nhiều. Da còn nhiều, ok chị Hoàng Hải Yến. Trời ơi. Ghê vậy. Bóc luôn nè, đây nè. Đây nè. Cho chị Lê Thị Phương Thanh mấy con chị ơi. 69k con. Mấy con, lên số lượng con luôn cho em nhá. Số lượng cái luôn dùng nguyên nhá. Đấy, chị nào hãy ngực lên ngực. Đây, cái này nữa nè. Cái này nguyên còn ít nè. Cái này mang quá sướng. Chị nào bụng to, bụng bự mang cái này quá sướng. Cái này đi combo 5 đi. Không tách nhỏ ra nữa nhá. Không tách nhỏ, chị em mình cứ vào các bếp người ta bán hàng chuyên chip đồ hàng này nè. Hàng shop chip rồi. Người ta bán là rẻ nhất là 45.000, lấy lẻ ra 45.000 con. Còn người ta đi combo, thấy có chỗ người ta đi combo là 250.000 người con. Nha. Hẳn luôn xanh với màu da này luôn đi ba này. Đây này hẳn xanh với da luôn nè. Size 36 còn màu da trong đó. Tóc cho Lê Thị Phương Thanh. Ok chị này. Rồi ok nhá. Cái này cũng sẽ đi combo tách 5 nha, không tách lẻ ra nữa nha, không có like, không có nhận đơn con hai con nhé. Lưu ý luôn dùng nguyên. Hàng này lên chung mã gen bụng. Người ta bán bán lẻ ra một con là 45.000 con. Ok chị, 45.000 con. Còn mà chị em mình đi mua, đây mua nguyên set đó, người ta bán 250.000. 250.000. Nguyên lên luôn cho em mình 159.000 10 con. Chị em mình mua 5 con lên luôn cho em mình là 89.000. Được chưa? Mua 5 con là 89.000. Chị nào lấy cái này lên xuống mã gen bụng luôn dùng Nguyên nhé. Siêu đẹp luôn chị em mình ơi. Trời ơi. Ai không mua con này cũng tiếc lắm nè. Cái này chị em mình mang tay là... như là quần chip bình thường cũng được. Ở dưới của nó là lớp lót kháng khuẩn rồi nè. Đấy, chị nào lấy cái này lên cho mã tặng gen luôn dùng đi nhé. Tặng gen 159.000 10 con. Và chị em mình mua 5 con là còn 89.000 5 con. Ok chưa? Chị nào chưa có thì lên. Lên nữa không chị em mình ơi, cái view yếu thế này. Chưa
cuối tuần mà view cũng yếu yếu thế này. À còn mấy bộ xúc hàng cho nó đi. Còn mấy bộ xúc hàng đi cho lên luôn, mới tặng luôn đi. Tranh thủ mà đi đơn đi vợ, nhà em không giữ đơn lao được nữa, tại bị hàng nhiều quá luôn á. Trời ơi, cái này đến 62 cái vẫn mau còn, ok. Chị hỏi còn giữ không? Còn phải không? Trang pha. Còn. 62 cái vẫn mang ok chị ơi, cái đó chắc mang rất là sướng. Chạy nhiều quá. Bộ xúc hàng luôn, dùng nguyên cọc này một size. Rồi bán tặng luôn cho trẻ mình mấy bộ bán này luôn nè. 5 cái chị Minh Tâm. 5 cái 89.000. 2 cái quần đùi nam, ok quần đùi nam ở đâu rồi để tiếp lên lên. 5 cho chị Minh Tâm. Minh Tâm 89. Rồi còn mấy bộ xuất hàng cho bé này quăng lên luôn cho chị em mình luôn. Đây quần nam đây chị em mình này, 65 68. Cái này đem nguyên cặp nhé. 2 cái 65k. Bỏ cho chị Nguyễn Thị 2 cái. Hút gió cho bé 16 kg. Hút gió bé 16 kg, chờ em xíu nha. Rồi lên đâu dựng mã này là mã tặng quần nam size 65 68. 2 cái 65k. Này quá bèo luôn các chị em mình ơi. Quá bèo luôn nè cái mã này nè. Thì đâu lấy cái này lên chung đi. Cái này của nó là gió giãn nhá. Gió giãn giống như là giãn chéo ấy. Được chưa? 65.000 thẳng 2 con. Đấy, bao rẻ luôn ấy. Ai lấy cái này lên chung mã này là mã quần nam luôn, dùng như là được. Còn áo ngực không? Còn chữ lên size 36, mình lấy cái nào chốt nhé. Đây, 65-68 tí, mang ok. Cái này chắc mang ok nha chị em mình ơi. Toàn bộ người ta may rất là kỹ. Hai túi hai bên có kéo luôn nhá. 65.000 thẳng 2 con, tắt luôn 4 con về để dành mà xài. Thật sự luôn. Đấy, chị nào thích cái này lên cho mã tặng quần nam luôn dùng nguyên nhé. 65.000 2 con. 65.000 2 con. Rồi, cái này cũng còn lẻ tẻ nè. Lại tệ nha. Chị em mình thấy hôm bữa nhiều chị có la mà chán dễ sợ luôn. Bộ xuất hàng chị em mình thấy xe đại á, bộ xuất hàng xe đại người ta bán như chị em mình 85.000. 85.000 một con. Hương đi cho chị em mình sale 59.000 mà xong cuối cùng là hỏi là đến lúc chốt đơn là kêu là ủa không phải 35.000 à. Thôi xả ra. Nhiều chị không biết coi coi la ở trên trời luôn. Cứ đơ luôn bộ xuất hàng mà bộ xe đại mà hỏi 35.000 à. Chả biết trả lời như thế nào luôn. Size 32 kg bé gái nè. Quần nam cho chị Ngọc Bùi 2 nè. Ngọc Bùi 2 nè. Lý Nguyễn 2 nè. Lý Nguyễn 2 nè. 65.000 2 con. 65.000 2 con. Size 65-68 đổ về là chị em chút đẹp. Nha chị nào lấy cái này lên cho mã tặng quần nam. 70 không vừa chị ơi. 70 không vừa nha. 70 là không vừa, em chút đến 65-68 thôi. 70 kg bỏ qua nha. Ok, chị Lý Nguyễn 2 con. Quần nam cho Cúc Phan. Cúc Phan khách mới cũ ta. Cúc Phan lên thông tin cho em nha. Chị ơi, chị lên cho em thông tin đi một chút đơn tiếp nè. Cúc Phan. Cúc Phan. Thêm 2 cái. Thêm 2 cái chị Nguyễn Thủy đi. Cúc Phan 2. 2 cái cho Nguyễn Thủy đi. Cúc Phan lên thông tin nha. Lên thông tin nha. Cho Nguyễn Thủy cái màu xám xám cho nó lạ. Ok, Nguyễn Thủy thêm 2 nè. 65.000 2 cái. Rồi xe 32 kg đổ về. Bộ xúc hàng nhá. Lên nó luôn chị em mình 55k luôn nè. Còn lại tải 55k. Hàng này hàng xe đại chị em mình để. Hàng xe đại là người ta bán cho chị em mình 85.000. Bé trai 34 rồi chị ơi. Xe 95 thì lợi liệu rồi. 95 còn bé trai nè. Không có chị ơi, giờ em không có đồ già. 95 còn bé trai nè. Cúc Phan có rồi nha. Rồi. Lên cho em cả số điện à, cả địa chỉ cho em luôn với. Mã này 32 kg luôn dùng nguyên nè. 32, 35 thì sợ chắc hết rồi. 32 đổ về. Đồ dài cho bé hiện tại có cái mã size nhí thôi, size dưới 20 kg thôi, không có size bự. Rồi lên luôn dùng này. 55k nó. Chị nào mà sành hàng hay mua cái dòng hàng này thì là hàng bổ xúc hàng. Thế. Tấu lại à? Bao nhiêu?
Không làm cái tao nói chuyện hồi nãy chị ba hai cho chị Nhung Hà. Đây 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 đây, ba hai cho Nhung Hà. Còn một cả màu hồng nữa nè. Tím hồng xe 32 đổ về. 55k nót luôn. Đi cho nó gọn mấy chị em mình. Không ai bán, đảm bảo không ai bán, người ta xả lỗ người ta không bán, về đi nhập không ra được giá nào. Tím thì Trương Quỳnh rồi. 35k có một à quên cái này 32 chứ rồi, cho Trương Quỳnh rồi. Trương Quỳnh Anh. Sai mấy đây? Có sai 95. Không còn sai 95. 25 có chị ơi, 25 thì từ chạy xíu. Có cả hồng. Đây từ ngày 2 bộ. Một bộ. Đẹp mà. 85 hồi nãy đưa 25 mà. Không, lúc này là cái ảo thôi anh. À, lúc cái này khác. Cái 25 chờ em xíu nhé. Cái này 32 hồng này. Dạ, em đưa 85. 32 ký hồng này. 32 ký hồng này. Rồi chị nào lấy chốt này. Hai quần nam 68 cho chị Lê Nguyễn Huyền Thăng này. Lê Nguyễn Huyền Thăng hai cái này. Rồi ok này. Cái này bộ dài là những cái dòng này chị em mình này. Hai mấy ký à, cái 25 có đó chị ơi. Cái này hàng khác rồi. Hồi nãy là đưa cam đúng không? Có. Này 250 mà. 250 rồi. À. 35 thì sợ không có rồi chị Nhung Hà. Không có 40 ký vậy ơi, chị Nhung Hà này. Cái này 32 đổ về. Chai 32 dùng nguyên nhé. Rồi 55 chai gọn luôn. Chai 32 ký nè. À, bộ bé gái 25 từ từ chọn chứ 21 ký có. Mình Huyền cái cọc này có một bộ xuất hàng chứ mấy, còn lại là hàng nữa. Chai 32. Coi còn ngoài nữa. Chai 32 có vàng, có xám nè. Bé gái 35 thì sợ không có. Từ từ Nguyên bóc ra size gì Nguyên lên size đó nha chị em mình ạ. 32 còn hai bộ nè, màu vàng với màu xám này đẹp. 35 không chị ơi. Hết số 95 rồi, hết sạch rồi. Còn 32 đổ về thôi. Còn toàn bộ 32 đổ về nha. Trời ơi. 35 nghìn, ông quên lộn. 55 nghìn nó. Và K22. K22 từ từ chờ Nguyên xíu. Coi coi 90 cũng tầm 32 ký thôi. 90 tầm 32. 95 gái. 95 gái à. Sao 35 ký nữa chị em mình nè. 34 không có. Lấy cái số này thì hơi ôm xíu ấy. Hơi ôm xíu đấy. Chị lấy không? Hơi ôm xíu lấy thì chốt này. Chứ không còn đâu, không còn xe 95. Xe 32 và cái gì Trần Dung. Trần Dung 55k. Có gái 35 này chị em mình nè. Gái 35 còn được 2 bộ nè. Gái 20 quên gái 20 22 ký còn không? Tầm số 75. Còn 75 trai. 75 trai. Từ dài có. Nhưng mà Thắm Ao giờ không có nhận hàng được thôi con ấy nha. Ấy không, tại bây giờ hàng nó đầy ra rồi. Còn Thắm Ao ở đây mà. Đâu có tới lấy được mà cũng đâu có tiếp được. Nó xin được. Hàng ở đâu? Cái 35 cho chị Phương Lương. Phương Lương. Xuất hàng có bộ giờ. Cái 35 cho chị Ngọc Hằng. Ngọc Hằng. Nãy có cái gì xe bự ấy. Ba hai sáng cho chị thanh sô cô la này, 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 rồi còn sai gì nữa? Số 75 có màu hồng không? Số 75 có bé gái không? Bảy mươi lăm là cam không? Cam bé trai rồi, hết rồi đó. À? Cái 35 cũng hết luôn rồi. Cái 35 hết rồi mấy bà con ơi. Bộ dài đây nè, bộ dài toàn xây nhỏ thôi. Cha 2 có. Cha 22 có đây. Cha 22 còn màu cam. Màu cam màu vàng. Cha 2 ký đây, Hoàng Hải Yến lấy chốt. Đây, Minh Tâm lấy nè, cam với vàng. Cam với vàng. Ai lấy thì chốt. Đây còn được 3 bộ này nè, size 2 quay đầu nè. 22 quay đầu 3 bộ, màu cam và màu vàng, 55k nốt luôn. Ai chưa có, lên luôn dùng nguyên nhá.
Đấy, qua nhá. Vàng cam cho Minh Tâm. Gái không có 20 triệu. Vàng cam cho Minh Tâm, còn một cam thôi. Minh Tâm. Bộ dài 59k. Dài gái 21 không có. 8 còn thứ 80 người. Còn trai không vào? Có gái không? Lại 90. Thấy 90 không? Bộ dài không có. Thế còn một cam thôi chị Hoàng Hải Yến, một cam thôi. Hoàng Yến một cam hồi nãy xả xuống rồi. Bộ dài không có xây bự. Dài này tới 20kg quay đầu thôi. Dài này 20kg quay đầu thôi. Có cả trai gái. Trai là những cái này mà hình máy bay này. Gái là màu này màu hồng hay ba nha. Mã này thì chị em mình mua 2 bộ còn 55.000 một bộ đó luôn. Đấy là mua 2 bộ, 55.000 một bộ. Mua một bộ là 59.000. Trai thì những cái họa tiết như thế này. Chị em mình lên luôn những mã này là mã dài, siêu nhân này. Toàn bộ size này size 20 đổ về thôi. Bộ dài là 20 đổ về nhé. Dài là 20 đổ về huyền. Có một cái bộ bé gái này. Bộ nó là bộ xịn từ mẫu nó cho một cái bộ dài. Đây, chị nào lấy bộ dài thì lên bộ dài, nhưng mà toàn size 22 đổ về thôi. 20 đổ về thôi. Cả trai cả gái. Trai 20 hai bộ cho chị Minh Tâm. Cái bộ dài sao? Cái bộ dài xíu bóc ta. Ờ. Xíu bóc ta. Rồi qua luôn chị em mình nhá. Còn bé 32. Siêu nay nhân 20kg cho chị Nguyễn Trang. Ờ, có màu nào bóc màu, có kiểu nào bóc kiểu đó. Bây giờ chị em mình lại chọn siêu nhân nữa, mình mệt lắm. Trời ơi, cái gì đây? Váy dài tay này. Cái này còn đúng một bộ. Xay bự nha, xay này 37 gần 40kg luôn. Dù nguyên con này hàng xịn lắm luôn. Hàng 195. Con này hàng 195, đúng một bộ. Xay này 40kg mà ok. Hàng này hàng 195. Comment mã này là mã 95k luôn dù nguyên. 95k dù nguyên nhá. Hàng 195 luôn dù nguyên này. 95k bộ này. Bộ này chắc đã luôn. Cứ sờ chắc là đã luôn. Size 40kg vẫn mau ok. Chị nào lấy cái mã đó lên chung mã bộ xịn luôn dùng đi. 95k sắp được đúng một bộ. Đúng một bộ. Trời này mang đúng rồi. Là chống những cái con váy này là hợp gu luôn. Trời ơi, 95 chị Minh Tâm. Minh Tâm. Đây này sao tháo ra. Trời ơi chị em mình ơi. Hàng này chuẩn hàng Thái nè. Hàng Thái và Nguyên nha. Đẹp chưa? Toàn bộ hai lớp dưới dạng đuôi cá cho chị em mình không? Đây luôn dùng mã này, mã váy dài tay xeo nót nha. Chị em mình tầm dưới 55 quay đầu là chị em mình chốt đẹp được 2 con. 25 rồi nha. Được 2 con. Hàng này chờ hàng người ta bán mấy trăm, 200 mấy. Phải đã luôn, đúng 2 con hàng Thái. Hàng Thái nha, váy Thái nha. Bán tặng luôn cho chị em mình luôn nè. Bao nhiêu tiền? 79k đi. 79k con nè. Được 2 con. Từ từ. 2 bộ bé chi 50k. 2 bộ bé chi mà có 50k chị ơi. Đồ dài người lớn có. Em có rất là nhiều. Cái này cũng hết pin thôi. Đồ dài người lớn em có rất là nhiều. Trời ơi. Lên luôn dụng mã nè. 79k size 55 đổ về. Váy toàn bộ là váy hai lớp, hàng xịn lắm luôn nhá. Chị nào lấy váy lên váy luôn dùng nguyên. Được 2 con, chút mã này là mã 79k luôn dùng nguyên được 2 con này. Hàng này quá xịn ý. Chắc quá đẹp luôn. Để hôm nào rổ cái là lên đầu live mang thử cho chị em mình coi. Hay còn được vài cái thôi. Trời ơi. Minh Tâm. Đấy, cái này ở dưới kìa. Đây có cái này. Trong nó hai cái đó. Còn một cái này còn 55 đổ về. Trời ơi, đã ướm trời vậy em à. Nó đẹp lắm luôn á chị em mình nhìn nè. Này. Em chưa biết đó chị ơi. Chị nào lấy giờ hồng dài này. Tay của nó hơi đều bèo này, đều trước này. Đẹp chưa? 85.000 nghĩ ra, 79.000 nghĩ ra không trời. Tặng 79.000 nghĩ ra không trời. Toàn bộ ở trong có lót hết nè. Đấy, đây luôn trường hợp này là mã hoa hồng 79k luôn chị. Đúng rồi. Con này chuẩn xịn luôn, treo cái này lên. Cái này chị nào lấy này, treo cái này treo lên sàn luôn. Xịn đẹp lắm luôn á chị em mình ơi. Treo cái này lên sàn. 79k. Không, 55k.
tới 55 kg. Trời ơi. Xanh hoa. Xanh hoa. Quá đẹp luôn. Hàng chị em mình về cái sờ chắc hàng chị em mình phải mua mấy trăm. Toàn bộ có lóc trong hết nha. Đấy, chị nào lấy xanh hoa lên xanh hoa. Lên luôn dùng như này. 55 để cái này mà mình cao thì 57 kg cũng được. Nha, nếu như mà cao thì 57. Ồ nha. 79 nghìn nó sale luôn cái này cũng đẹp. 79 nghìn nó. Đây chị nào lấy cái này lên xong mã xanh hoa hồng hoa. Xanh hoa hồng hoa dùng nguyên nhé. Bộ dài có cái gì lẻ không ngon. À lên áo dài tay đi, cho nguyên cọc áo dài tay đi. Cọc áo dài tay. Size số 2 đổ về. Thôi thôi, váy dài đổi qua. Chờ chốt chuẩn cho em đi. Hàng em lên nhiều mà cứ like xong đổi lại không đổi được đâu. Chốt cái nào chốt chuẩn cho em đi. Rồi lên luôn những mã này, mã tặng 60 cái này hàng thương thế. Size số 2 đổ về. Đùi 60 nhá. Lên luôn dùng nguyên mã này là mã đùi 60 size 62 đổ về chị em chút đẹp. Mình like gần 2 tiếng rưỡi rồi đó. Hoa hồng cho chị Đào Trâm. Hoa hồng cho chị Đào Trâm. Rồi lên luôn dùng mã bộ 60 luôn dùng nguyên. Bộ vàng à, bộ thái 60. Bộ thái 60 cái này cũng còn một con, mã này là mã có tông tàu 79 size 62 đổ về. Đùi cho Bảo Nhi. Đùi cho Bảo Nhi 60 luôn. 60. Hàng có tông xịn nha. Có tông chéo ấy. Chốt lên luôn những mã này mã 79 gấu vàng. Còn em mã này là mã gấu vàng 79k luôn dùng nguyên nhá. Mang thử cho em mình nhìn phôn. Thì 62 đổ về. Những cái mã này vài hôm nữa rất là đắt hàng. Đùi hơn hết. Cái này còn lẻ con cái à. Rồi lên luôn những mã gấu vàng 79k luôn dùng nguyên nhá. Tay này dành cho chị em mình, cho chị Vinh Tâm rồi. Đẹp lắm luôn, những cái này chắc về bao mê luôn. 62 đổ về chị em ăn chốt đẹp. Chị Minh Tâm con này. Hôm vài hôm nữa là săn những cái mã này không có đó chị em ơi. Chưa nhớ đợt năm vừa rồi không. Cứ về đợt nào là hết đợt đó, về đợt nào là hết đợt đó. Đến cận Tết đi, cận Tết còn đi săn mấy cái mã này. Nha, lên luôn dùng nguyên. Gấu vàng 79.000 gấu vàng, quá đẹp luôn. 79 chị Minh Tâm. Cái này mình còn gấu này mình còn hình như màu đen. Còn gấu vàng, gấu đen. 79. 79 cho chị Minh Tâm. 79 cho chị Minh Tâm. Đây là lập cái hàng toàn bộ gì. Hàng lẻ cả đài đấy chị em mình mới mấy bao hàng lẻ lần ấy. Mà làm bí tiêu mấy bữa nay ít 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 chán lắm. Chứ chậm. Bộ dài hả? Lâu bộ dài ra nữa mà. Thế tối cho chị em. Tối xin lâu bộ dài ra like. Giờ mà like bộ dài nó mệt lắm. Là biến lắm. Bộ dài có mấy cái bộ này hôm bữa chị nào chưa xong được nè. Bộ này nó là quá xịn sò. Cứ nhận hàng cái bộ này về dùng nguyên đi. Like xíu xíu nữa thôi chị em mình nhé. Chứ bây giờ ít mệt lắm. Lên luôn dùng mã này là mã xịn. Cái này là bộ dạ. Bộ dạ nhung nhá. Dạ chát like 3 ngày mới view làng sàng like bắt mệt luôn. Like bắt nãy lòng chiến sĩ luôn. Size 55 đổ về. Cao 57 vẫn mang được cái size M nè. Bộ này là bộ dạ nhung xịn sò. Cái này quá xịn sò, cái nhận hàng về dùng nguyên nhá. 119.000, cái này chắc nhà nguyên bán không ai bán. Này còn thứ còn ít, 55, 57 đổ về. Chị em mình đảm bảo là riêng con áo này không, chị em mình đi mua hơn cả 200, 230 rồi. Hơn cả 230 con lên luôn, chị em mình nguyên xét. Chị nào thích cái nào lên xung quanh em xin mừng. 119.000. Cầm cái bộ đồ đó nặng trịch tay luôn ấy. Cái này là dạ nhung nhá. Bao chắc luôn. 119.000 nha. Chị nào lấy cái này, thích cái này lên xung quanh nail. Nail 119. Nail 119 CM. Nhận hàng những cái bộ này về thấy con ôi tự nhiên sao cái này nó bán lại quá rẻ như thế này. 119.000 nha. Chị nào lấy nail lên nail luôn dùng nguyên này. Này còn lẻ rẻ thôi nguyên ngưng đi chị em mình đó. Khi cái này like ra mất công xếp lại nó mệt lắm nha. Ngưng nha chị em mình nha. Xuyên thì tối like sớm, like một tí. Rồi bye bye chị em mình luôn.
cái chị Dung Dương Thị Phương 119.000. Sải cầm cái bộ đồ như thế nào 119.000. Rẻ này là rẻ sản luôn đấy. Cái chị Dung Dương Thị Phương đi. Rồi ok. Thế có vàng là cái gì còn? Có vàng nó vàng chữ chứ hết gấu vàng rồi. Hết gấu vàng còn gấu đen, chị lấy gấu đen không? Chứ hết gấu vàng rồi, còn mỗi gấu đen thôi. Rồi ok, bye bye chị em mình luôn nha. Xiên thì tối lên sớm xíu, mà không xiên thì nghỉ. Thằng lẻ đó à? Lên đâu có được bao nhiêu đâu. Đây nè, tay còn đây. Lên đây cũng còn mấy bao nè. Rồi ok. Thế đến nó hàng này vàng chữ cho chị Dung Dương thì tôi bóc cái vàng chữ xuống đó thì Dung Dương thì chưa. À gấu luôn. Từ con gấu. Còn vàng gấu đấy, chị nào lấy vàng gấu chút vàng gấu. Ok, Dung Dương thì chưa. 79. Rồi ok, bye bye chị em mình luôn nha. Hẹn chị em mình tối nha. Xiên thì tối lai sớm 7:30 8 giờ gì đấy. Bye bye luôn nha.